một vị tiểu thư lận đận trong chuyện tình cảm. Cô đem lòng yêu mến người vệ sĩ lãnh khốc vô tình của mình. Cô điên cuồng tìm cách theo đuổi anh nhưng mà không thành. Chờ đến khi cô từ bỏ rồi, muốn đi xem mặt người đàn ông khác thì anh lại chạy ra phá rối. Như vậy là có ý gì chứ? Linh Hân thật sự không thể nào hiểu nổi anh. Vốn nghĩ anh chàng này cũng chỉ là một người vệ sĩ mồ côi bình thường, nào ngờ đâu thân phận thật sự đằng sau lại khiến cho người ta há hốc miệng. Đến cuối cùng thì anh cũng chỉ mong giữa hai người có thể môn đăng hộ đối, vì vậy đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Vậy thì liệu rằng tình cảm của chàng vệ sĩ có được đền đáp và thành công thu phục cô tiểu thư ngang ngạnh láu cá của mình hay không? Ngay sau đây, mời quý vị cùng Tú Anh theo dõi nội dung của tập truyện đầu tiên để chúng ta cùng tìm câu trả lời nhé. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới, like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện, và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với Đội Ngũ Kênh. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Linh Hân nằm trên chiếc giường mềm mại của khách sạn Sao Hoa. Đầu óc cô quay cuồng, dường như là vì uống quá chén mà dẫn đến tình trạng thần trí mơ hồ không rõ. Có điều tiểu lượng của cô vốn rất tốt, đi dự tiệc sinh nhật của bạn thôi mà, làm sao có thể để cho bản thân mình say xỉn đến mức độ này. Chỉ có thể là do cô bị trúng thuốc. Trước mắt Linh Hân xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông không rõ mặt mũi. Anh ta tiến về phía này, lật người cô rồi kéo khóa váy của cô xuống. Cô thở hổn hển, bên tai là giọng nói phấn khích của người đàn ông. Hàng này ngon đấy. Người đàn ông liếm liếm môi tiến tới, bàn tay vừa định chạm vào người của Linh Hân thì cánh cửa phòng đột nhiên bị đập mạnh mấy cái. Âm thanh rầm rầm vang lên. Ai thế? Trong khách sạn 5 sao, hơn nữa còn là phòng VIP, người đàn ông đã thuê và trả tiền gấp đôi rồi, kẻ nào đáng chết muốn đến đây phá rối chứ? Tên đàn ông nhấc điện thoại bàn lên, định gọi cho bảo an đến đây xử lý người ngoài cửa. Có điều còn chưa kết nối thì bên ngoài phòng đã vang lên âm thanh đập cửa ầm ầm. Sau đó cánh cửa đổ sập xuống trước ánh mắt hoảng sợ của hắn ta. Cánh cửa này dày nặng thế nào, một người bình thường mà có thể phá hỏng nó sao? Một người đàn ông mặc tây trang bước vào trong phòng, nhìn Linh Hân đang nằm trên giường vây áo sộc sịch. Đôi mắt của anh thoáng qua lửa giận. Tên kia hết hồn lên tiếng. Mày là ai? Nguyễn Khải không trả lời tên đó, vừa cởi áo vét vừa đi đến bên giường rồi phủ áo lên người của Linh Hân. Tên đàn ông kia rốt cuộc cũng liên hệ được với bảo an rồi. Hắn ta hô hào. Mau lên phòng 103, có một tên điên cuồng xông vào đây phá hỏng chuyện của tôi rồi. Nguyễn Khải quay đầu nhìn người đàn ông đó, đôi mắt của anh lạnh lùng, mày kiếm dày rậm, cả khuôn mặt tuấn tú lúc này bị nhiễm sự hung tàn. Anh đi nhanh về phía người đàn ông đó, không nói nhiều mà trực tiếp tung ra một cú đấm. Đấm thẳng mặt, đấm trực diện. Tên đàn ông phụt máu mũi, ngã về đằng sau thật mạnh. Nguyễn Khải ghét bỏ túm lấy tóc của hắn ta, tiếp tục hạ xuống hai đấm. Chờ đến khi mà người đàn ông thu tay về, tên đó đã đau đến nỗi dần giật, kế tiếp bất tỉnh, không có phản ứng gì nữa. Nguyễn Khải quay về phía giường, cẩn thận ôm lấy cô gái nhỏ đang mê man lên, đôi chân dài bước ra bên ngoài. Linh Hân thấy nóng trong người, khó chịu thật đấy, cứ liên tục cọ ở trên cơ thể của Nguyễn Khải, sau đó nhỏ giọng lầm bầm. Máy lạnh, bật máy lạnh cho em. Gò má cô ửng hồng vì rượu và cả thuốc nữa, giọng nói trở nên nũng nịu, ôm dính lấy Nguyễn Khải. Người đàn ông bị đôi môi đỏ mọng đầy ướt át không ngừng công kích, anh có chút mất tự nhiên nghiêng đầu tránh đi. Xuống đến sảnh chính, hai người bị một đám bảo vệ chặn lại không cho đi. Này anh kia, đứng lại đó. Đó là cô gái của Phong thiếu gia đấy. Phong thiếu gia ư? Nguyễn Khải hơi nâng mí mắt, nhìn bọn chúng vây quanh mà nhàn nhạt lên tiếng.
Các người có biết cô ấy là ai không? Đám bảo vệ hơi ngẩn người. Họ làm sao mà biết được? Chẳng qua cũng chỉ là xứng đáng để cho Phong thiếu gia ngủ một đêm mà thôi. Lúc đi dự tiệc sinh nhật của bạn bè, Linh Hân chỉ mang theo một vệ sĩ là Nguyên Khải, còn bảo anh đừng tiến vào trong cùng mình, bởi vì cô cảm thấy như vậy không phải phép. Kết quả thì sao nào? Cô bị người ta chuốc thuốc, suýt nữa là có chuyện lớn. Càng nghĩ mà Nguyên Khải càng cảm thấy khó chịu. Anh nói với đám bảo an: các người sống trên địa bàn của Nam Cung gia nên biết tiểu công chúa của Nam Cung gia là ai chứ. Họ có thể không nhận ra cô gái trong tay của Nguyên Khải, nhưng họ biết Nam Cung gia có 3 trai 1 gái. Vị tiểu thư này chính là cục cưng được sủng trong lòng bàn tay của cả gia đình Nam Cung. Đám người nhìn nhau có chút sợ hãi lui về, cuối cùng thì tạo thành một đường trống để cho Nguyên Khải đi ra ngoài. Đặt cô gái trong lòng vào xe, cẩn thận cài dây an toàn xong, anh đưa tay vỗ nhẹ lên mặt của Linh Hân. Tiểu thư, tiểu thư. Linh Hân lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa. Khi mà chạm vào tay anh, cô liều mạng giữ chặt, cọ cọ mặt mình vào đó. Mát, mát quá. Nguyên Khải dùng sức rụt tay về, chế trụ cô trở về ghế ngồi, rồi vòng sang bên kia để lái xe. Mất đi thứ làm mắt lạnh, cơ thể của Linh Hân ngọ nguậy một chút trên ghế ngồi. Không biết làm thế nào, cô tháo được dây an toàn, bò sang chỗ của Nguyên Khải. Bàn tay trắng trắng, mềm mềm vươn ra, bắt đầu chạm tới chạm lui, lung tung trên người của anh. Máy, máy lạnh, máy lạnh. Bị cô hết chạm đông lại chạm tây, đôi môi còn không ngừng dán trên mặt của mình, người đàn ông không thể nào lái xe tiếp, đành phải tấp xe bên lề đường. Anh đang định mang cô ra ghế sau khóa chặt thì Linh Hân bắt đầu phát tác. Hai tay nắm lấy áo sơ mi trắng trên người anh mở tung ra, áp cả mặt vào đó, rồi lè lưỡi liếm một cái. Nháy mắt, cả cơ thể của Nguyên Khải trở nên cứng đơ ra. Bắp thịt trên cơ thể Nguyên Khải vì cảm nhận sự mềm mại cô mang tới mà căng cứng cả lên rồi. Cô gái nhỏ giống như mất đi lý trí, hôn liên tục trên lồng ngực của Nguyên Khải. Cô đang làm cái gì thế này? Sau vài giây ngắn ngủi bị giật mình, người đàn ông vội vàng đẩy Linh Hân ra. Tiểu thư, cô không được làm càn đâu. Linh Hân bây giờ làm gì mà nghe được những lời anh nói. Cô chỉ cảm thấy nóng nực, khó chịu. Mà khi dán sát lên người của Nguyên Khải thì mới khiến cho cô thoải mái hơn một chút. Cô cựa quậy cơ thể, ôm chặt lấy eo của người đàn ông, miệng bắt đầu nỉ non. Không, đừng mà. Nếu người ngoài mà nghe được cô nói, có khi còn hiểu lầm Nguyên Khải đang làm gì cô ấy chứ. Anh muốn ngăn cản tiểu thư của mình lắm, nhưng mà sợ anh mạnh tay sẽ làm cho cô đau. Cho nên cuối cùng anh vẫn là dè chừng, hai người dây dưa mãi không xong. Nguyên Khải bị cô ngồi trên đùi, cùi chỏ của anh chạm vào nút bấm trên xe. Ghế ngồi cũng vì vậy mà dần dần hạ xuống. Tư thế này càng tạo điều kiện để cho cô quấy phá anh. Chết tiệt, yết hầu Nguyên Khải lăn lộn một cái, váy chịu V trên người cô sộc sạch nhăn nhúm, vì vậy mà để lộ ra cảnh xuân căng tròn. Nguyên Khải là vị sĩ riêng của Nam Cung Linh Hân, từ trước đến giờ đã từng vì cứu cô mà ôm vô số lần, thế nhưng chưa bao giờ bị cái thứ mềm mại đàn hồi kia chế trụ lên người mình. Anh muốn nổi điên lên rồi. Trong xe thì chật hẹp, cơ thể cô thì thơm ngát, còn không ngừng cọ quậy nữa, hết chỗ này rồi đến cọ chỗ khác. Trông có khác gì đang cường bạo anh không cơ chứ. Cố gắng mãi mà không làm được gì, Linh Hân đột nhiên nức nở mấy tiếng rồi òa khóc, giống như anh vừa bắt nạt cô. Tay cô túm lấy áo sơ mi trên người Nguyên Khải mà kéo, mở không xong thì bắt đầu rơi nước mắt, thật sự khiến cho anh lâm vào trong bế tắc. Nguyên Khải hít một hơi thật sâu. Xin lỗi, tiểu thư. Sau đó đột nhiên bật dậy, ôm cô ném sang bên cạnh. Anh dùng sức hơn vừa rồi rất nhiều. Sau một tiếng kêu đau đớn, cô gái nhỏ trong lòng anh rốt cuộc cũng có chút thanh tỉnh. Anh làm gì thế à? Cô suýt xoa chỗ đau, thuốc còn chưa kịp phát tác thêm lần nữa. Nguyên Khải ở bên kia đã tháo thắt lưng ra. Nháy mắt, cô tỉnh táo cả người. Đây là Nguyên Khải lạnh lùng khó gần mà cô biết sao?
quần áo hở trên hở dưới, còn chuẩn bị tháo thắt lưng, tiến đến chỗ cô nữa. Anh đừng có mà. Nguyên Khải chế trụ cô lên ghế bên cạnh. Ngay lúc mà cô ngượng đỏ mặt, thắt lưng trên tay anh đột nhiên phóng to trước mặt cô. Bàn tay nổi đầy gân của Nguyên Khải điêu luyện di chuyển. Chẳng mấy chốc, anh đã trói cô lại. Sau đó dây an toàn lần nữa được cài vào cẩn thận. Nam Cung Linh Hân bày ra vẻ mặt vừa ngu ngốc vừa đáng thương mà nhìn vệ sĩ của mình quên cả việc khóc nhè. Người đàn ông bình tĩnh cài cúc áo, sửa sang xong anh khởi động xe rồi im lặng đưa cô về nhà. Trong suốt quá trình này, cô tiếp tục mất đi lý trí, nhưng mà cho dù cô có cự quậy thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào thoát ra được. Anh thì càng không mảy may nhúc nhích. Khi Nguyên Khải ôm cô vào trong biệt thự Nam Cung gia, những vệ sĩ khác trong gia đình nhìn anh chằm chằm. Quản gia tuổi già sức yếu thấy cảnh tượng tiểu thư bị trói tay, thần trí không rõ ràng thì suýt chút nữa là ngất xỉu. Có chuyện gì thế này? Trời ơi, tiểu thư bé bỏng của tôi. Một đám ông chú lo lắng đuổi theo bước chân của Nguyên Khải, chỉ nghe anh đơn giản giải thích. Cô ấy trúng thuốc rồi. Giọng nói của anh rất bình thản, như không phải là có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng những người còn lại đều sợ đến phát khiếp. Nam Cung gia chỉ có duy nhất một tiểu công chúa là Nam Cung Linh Hân. Phía trên là ba người anh trai yêu thương cô hết lòng. Ở bên dưới là một nhóm vệ sĩ trung thành tận tụy đã nhìn cô lớn lên từ tấm bé. Bất kỳ ai dám động đến Linh Hân đều sẽ phải trả cái giá thật đắt. Huống chi lại có kẻ dám bỏ thuốc cô cơ đấy. Lần này thì Nam Cung gia lại chuẩn bị gà bay chó sủa đến nơi rồi. Nguyên Khải không quan tâm đến những người khác, anh ôm Linh Hân trở về phòng, mang cô tiến vào trong nhà tắm, đặt cô vào bồn lớn rồi trực tiếp xả nước lạnh ra. Sự khát khao trong cơ thể của cô dần dần tăng cao, lại đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh theo đúng nghĩa đen. Hai mắt lim dim buồn ngủ lập tức mở to ra nhìn Nguyên Khải. Cô cắn chặt môi, cho dù là khi cô trúng thuốc chủ động với anh cũng vô tâm vô tình như thế sao? Trong mắt của Linh Hân tràn ngập sự thất vọng, cúi đầu điều chỉnh hơi thở của bản thân. Cởi trói cho tôi đi. Nguyễn Khải biết cô đã bình tĩnh hơn rồi, vì vậy anh tháo dây lưng ra. Chất liệu của thứ này có chút cứng và thô. Tay Linh Hân đỏ ửng sau một lúc cố gắng dãy giụa. Anh vô cùng tự trách, lời xin lỗi sắp ra đến miệng thì nghẹn ứ. Anh không được vượt quá giới hạn. Anh đứng lên nói với cô. Tiểu thư chờ một chút nha, tôi sẽ lấy nước chanh cho cô uống. Linh Hân nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Nguyên Khải rời đi, nước mắt lưng tròng. Đúng là tên vệ sĩ đầu gỗ ngu ngốc mà. Cô ngâm mình trong bồn nước lạnh, cố gắng nén nước mắt, không để cho mình khóc trước mặt của Nguyên Khải. Dù sao thì anh cũng chẳng quan tâm đâu. Cô rõ ràng thích anh như thế, vậy mà người đàn ông đó cứ giả vờ ngu ngơ không biết gì. Gia đình Linh Hân có tổng cộng 4 người con. Anh hai, Nam Cung Tử Thiêm, anh ba và anh tư là sinh đôi. Lần lượt là Cung Lân và Cung Cảnh, sau đó mới đến cô, Nam Cung Linh Hân. Cho nên từ trước đến giờ cô đều được ba anh trai cưng chiều quá mức. Mỗi lần có nam sinh nào đó thích cô, họ đều sẽ kiểm tra đối phương xem đó có phải là người tốt hay không. Nếu trượt bài kiểm tra, vậy thì đừng hòng đến gần em gái bé bỏng của Nam Cung gia. Cuối cùng thì cả tuổi thơ của Linh Hân chỉ có một người bạn thân khác giới, đó chính là Nguyên Khải. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, khỏi phải nói cô thích anh thế nào. Vừa nghĩ đến người đàn ông đó, anh đã quay trở về phòng tắm, dùng vẻ mặt lạnh lùng dặn dò Linh Hân. Tôi đã chuẩn bị nước chanh cho tiểu thư rồi đấy, lát nữa tắm xong có thể uống một chút cho giải nhiệt. Khi mà bị trúng thuốc kích thích, cách tốt nhất để tốt hơn đó chính là uống nước có tính axit như là cam hoặc chanh. Nguyên Khải quả thật là rất chăm sóc, còn gọi bác sĩ qua vì sợ cô sẽ ngâm nước lạnh rồi sinh bệnh. Nhưng mà Linh Hân căn bản không muốn giải thuốc theo cách này đâu. Nhìn khuôn mặt tuấn tú cương nghị của Nguyên Khải, trong lòng Linh Hân vô cùng ngứa ngáy. Cô còn chưa chính thức tỏ tình lần nào, nhưng biểu hiện đủ rõ ràng rồi. Chẳng lẽ anh không nhìn rõ,
Chẳng lẽ anh chờ cô mở lời trước hay sao? Cô phụng phịu đứng dậy, cơ thể còn trong trạng thái yếu ớt, liền trượt một cái, suýt chút nữa ngã nhào trong phòng tắm. Cô giật mình vô thức hét to. Anh Khải! Từ nhỏ đã thế rồi, mỗi lần gặp nguy hiểm, cô chỉ cần gọi tên của Nguyên Khải thế là xong. Và lần này cũng không ngoại lệ, người đàn ông tay chân nhanh nhẹn kịp thời xông tới chỗ của Linh Hân. Vì sàn nhà trơn trượt, anh lại đi vội vàng, cho nên hai người ôm lấy nhau rồi ngã mạnh xuống. Nguyên Khải ngoài mặt luôn từ chối Linh Hân. Lúc xảy ra chuyện thì phản xạ đầu tiên cơ thể anh đó chính là ôm chặt lấy cô, đem cô bảo vệ rất chu toàn. Âm thanh cơ thể va mạnh xuống sàn nhà vang lên. Cô gái nhỏ nằm trên người của Nguyên Khải chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Có lẽ là tác dụng phụ của thuốc, chứ cơ thể cô chẳng đau lắm. Cô phát hiện ra tay mình đặt trước lồng ngực của Nguyên Khải, cách lớp vải mỏng, cơ ngực rắn chắc giống như đang mời gọi cô. Vì vậy cô thực sự bóp bóp một cái. Bóp xong còn thật thà mà nói: ngực anh sắp to bằng ngực em rồi đấy, anh Khải. Người đàn ông mặt mũi lạnh tanh, không cảm xúc mà đỡ cô dậy, một lần nữa ôm cô thả vào trong bồn tắm. Tôi đã gọi người rồi, lát nữa sẽ đến giúp tiểu thư tắm rửa. Nguyên Khải đang định nói thêm gì đó, nhưng mà lúc nhìn xuống, đột nhiên thấy có chút sai sai, vội vàng xoay lưng về phía của Linh Hân. Tôi đi trước đây. Vừa nói, anh vừa nhanh chân đi ra bên ngoài. Linh Hân còn chưa phát hiện ra điều khác thường, buồn bực mắng anh mấy câu. Thời điểm hai hầu gái tiến vào, Nguyên Khải đang vội vàng bước đến chỗ của bọn họ. Anh có chút mất tự nhiên, nhưng cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh lướt ngang qua, gật đầu xem như là chào hỏi. Hai hầu gái đưa mắt nhìn theo Nguyên Khải một lúc lâu, rồi mới che miệng lên tiếng. Ôi trời ơi, anh ấy trông hấp dẫn quá đi mất. Vai thì rộng, mông thì cong, dáng người không thể nào chê vào đâu nhỉ. Bọn họ chỉ vừa vào làm việc ở Nam Cung gia không lâu, thế nhưng đã bị người đàn ông đó hớp hồn. Trong số những vệ sĩ thì Nguyên Khải trẻ tuổi nhất, lại còn đẹp trai nữa. Tính sơ sơ thì được 2 tuần kể từ khi mà ông chủ đưa bà chủ đi du lịch vòng quanh thế giới. Họ được giao nhiệm vụ chăm sóc 4 anh em Nam Cung gia, đặc biệt là vị tiểu thư nhỏ tuổi nhất. Linh Hân kéo rèm che bồn tắm, ném quần áo ướt cho hầu gái, rồi bắt đầu vừa tắm vừa lên tiếng hỏi. Hai người vừa nói gì thế? Tiểu thư, chúng tôi đang nghĩ xem nên chọn cho cô bộ quần áo nào. Giọng nói của cô mang theo ý cười. Thật sao? Tôi còn tưởng hai người đang bàn luận về dáng người của anh Khải chứ. Lời nói này làm cho hai hầu gái giật thót cả tim. Chuyện này mà lọt vào tai của Nguyên Khải thì họ sẽ bị xem là đám con gái hư hỏng. Đúng lúc họ có chút thấp thỏm, một bàn tay trắng mềm xinh đẹp vén góc rèm lên, khuôn mặt xinh đẹp của Linh Hân ló ra từ đằng sau. Cô lên tiếng nói: anh ấy rất đẹp trai, có đúng không nào? Không phải. Cả hai người đều ấp úng. Không sao đâu, cứ nói thật lòng đi. Họ chưa rõ tính tình tiểu thư này như thế nào nên do dự không dám trả lời thật. Cuối cùng phải để cô nói ra tiếng lòng. Từ trên xuống dưới đều rất hoàn mỹ, càng lãnh khốc vô tình thì càng hấp dẫn. Cảm giác thật sự là muốn chinh phục người đàn ông đó. Đúng như vậy, tôi cũng thấy thế đấy. Hai hầu gái hùa theo cho tiểu thư nhà mình vui. Nào ngờ đâu nụ cười trên môi của Linh Hân lập tức biến mất, thay vào đó là một ánh mắt cảnh cáo. Hai người có thể khen anh ấy tùy thích, ngắm anh ấy tùy thích, nhưng nên nhớ một điều rằng Nguyên Khải là chồng tương lai của tôi, Nam Cung Linh Hân này. Liêm sỉ gì tầm này nữa, cô nhất định sẽ dùng mọi cách khiến cho Nguyên Khải nhận ra sức hấp dẫn của cô đến đâu. Trong lúc mà cô tắm rửa thay quần áo, người đàn ông cũng đã về đến phòng của mình rồi. Nam Cung gia là một tòa biệt thự rộng lớn, còn có khu nhà dành riêng cho người làm. Anh được phân công ở cùng với một vệ sĩ khác lớn hơn mình 1 tuổi. Người nọ thấy Nguyên Khải trở về thì đi tắm, hơn nữa còn không thèm bật nước nóng, lên tiếng hỏi: này Khải, cậu không mở nước nóng đấy à?
Từ trong phòng tắm truyền ra giọng nói giống như đang kìm nén một điều gì đó. Không cần. Lạ thật đấy, dù sao thì bây giờ cũng là mùa thu rồi mà. Người kia gãi gãi đầu. Nguyên Khải mặc kệ lời của người đó, vừa đứng dưới vòi hoa sen cho nước lạnh xối lên người, vừa nghĩ về ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên Linh Hân quá phận như vậy với anh. Bọn họ cũng tính là lớn lên cùng nhau. Bình thường mặc dù thân thiết, nhưng mà nào có chuyện cô dán sát lên người anh, nỉ non, đòi hỏi được yêu thương như hôm nay đâu. Nước lạnh bây giờ đều khó mà dập tắt cơn nóng dưới thân. Người đàn ông đấm mạnh vào tường. So với người bị chuốc thuốc là Linh Hân, anh đây càng cảm thấy khó chịu hơn. Chết tiệt. Sau một hồi lâu tự kiềm chế bản thân mình, anh miễn cưỡng trở về trạng thái cũ. Khi bước chân ra bên ngoài, người anh cùng phòng còn cười cợt mà nói thêm: cậu làm cái gì mà tắm lâu thế, Khải? Thấy anh không thèm để ý, hắn ta tiến đến gần rồi câu cổ anh, làm ra vẻ hiểu rõ. Cậu cũng 23 tuổi rồi đấy nhỉ? Mau mau kiếm bạn gái để giải quyết nhu cầu của bản thân đi. Đâu thể nào làm bạn với tay mình mãi. Tuy rằng ở đây không có nhiều con gái, nhưng mà nghe nói sau khi mà ông bà chủ đi du lịch, có thuê thêm vài hầu gái về đây đấy. Sắc mặt của người đàn ông lập tức trở nên đen thui. Đúng là Nguyên Khải vừa rồi có hơi xúc động, nhưng không như hắn ta nghĩ, anh không cần phải có bạn gái gì hết. Hất tay của người kia xuống, anh đi về phía góc phòng đứng sấy tóc. Cút ra đi. Bởi vì lúc đi tắm quên mang quần áo, cho nên Nguyên Khải chỉ quấn cái khăn tắm bước ra. Người kia nhìn chằm chằm bóng lưng săn chắc của anh, chực chực hai tiếng rồi cảm thán: cũng là vệ sĩ được Nam Cung gia nuôi dưỡng, cậu ăn cái gì mà dáng người cậu tốt thế nhỉ? Tôi hâm mộ cậu thật đấy. Giọng nói của Nguyên Khải có chút mất kiên nhẫn. Còn tiếp tục nói nữa, tôi sẽ ném cậu ra khỏi phòng. Cái tên lắm mồm lắm miệng này thật sự không biết hai chữ im lặng viết thế nào. Chờ khi mà Nguyên Khải thay quần áo xong, anh nhận được cuộc gọi từ đại thiếu gia Nam Cung Tử Thiêm. Thiếu gia, có chuyện gì sao ạ? Tôi vừa được nghe tin Linh Hân trúng thuốc, sự tình là thế nào thế? Từ phương diện thân chủ thì anh tuy còn trẻ nhưng được xếp vào một trong ba người giỏi nhất của Nam Cung gia. Mọi người rất tin tưởng vào năng lực của Nguyên Khải. Việc hôm nay thật sự khiến cho họ tức giận. Nguyên Khải đơn giản lên tiếng giải thích: tiểu thư không cho phép tôi vào trong bữa tiệc cùng cô ấy. Tôi dặn cô ấy 5 phút nhắn cho tôi một tin báo an toàn, nhưng mà không thấy đâu. Vì vậy tôi xông vào lần theo dấu vết. Là tên nào chứ? Tử Thiêm nghĩ đến chuyện có kẻ dám đánh chủ ý lên em gái cưng của mình thì khó chịu, cực kỳ khó chịu. Nguyên Khải nhớ đến khuôn mặt của tên đàn ông kia rồi đáp: là Phong Thị thiếu gia, Phong Tuấn. Được, tôi biết rồi. Nói xong thì Tử Thiêm liền tắt máy. Nguyên Khải biết chuyện này khó giấu, thành thật khai ra tất cả luôn. Hôm nay là sinh nhật một người bạn của Linh Hân. Cô sợ phá hỏng bầu không khí, cho nên lúc đi chỉ mang theo có một mình anh. Hơn nữa còn dặn anh chờ bên ngoài. Tính cách của Linh Hân từ trước đến giờ lúc nào cũng ương bướng, vì nể mặt bạn cho nên mới gây ra hậu quả như thế. Nguyên Khải nói với cô 5 phút nhắn cho anh một tin để báo bình an. Ban đầu vẫn còn tốt, nhưng mà sau đó anh chờ bên ngoài để nỗi sốt ruột, mới biết cô bị gài bẫy. Nếu khi đó Nguyên Khải đến chậm một chút, vậy thì đừng nói là Nam Cung gia không tha cho sự thất trách của bản thân anh, mà chính anh cũng không tha thứ được cho bản thân mình. Buổi tối, biệt thự Nam Cung đèn đuốc sáng trưng. Đại thiếu gia Nam Cung Tử Thiêm và nhị thiếu gia Nam Cung Lân cùng em gái ngồi trên bàn ăn. Ai nấy đều mỉm cười nhìn cô út, làm cho cô ăn không tiêu luôn. Linh Hân nuốt nước miếng cái ực rồi mới lên tiếng: hai anh làm cái gì mà nhìn em chằm chằm thế? Em có cố tình để cho người ta chuốc thuốc đâu. Hơn nữa có Nguyên Khải ở đó, cho nên em... Còn chưa nói xong, Tử Thiêm đã nhíu mày. Em cảm thấy bây giờ mình an toàn thì mọi chuyện xảy ra xem như là gió thoảng mây bay, có đúng không? Anh hai là người nghiêm khắc nhất nhà,
cô chỉ có thể im miệng, không dám cãi lại. Nam Cung Lân thì cười cười giảng hòa. Anh hai, anh đừng nóng. Linh Hân dù sao cũng biết lỗi rồi, xử lý tên Phong Tuấn kia thế là xong. Tử Thiêm nhàn nhạt bổ sung thêm một câu. Cả Nguyên Khải cũng phải chịu trách nhiệm đấy. Không được. Linh Hân giật mình, cô đứng bật dậy mà quát. Anh Khải có làm gì sai đâu nào. Bàn ăn bị cô đụng mạnh mà rung lên, sắc mặt của hai người anh trai lập tức trở nên u ám. Tử Thiêm cảm thấy thái độ của con bé quá là đáng nghi ngờ. Nam Cung Lân thì thừa biết em gái thích Nguyên Khải, chẳng qua là không muốn nói ra. Nhưng mà con bé dám vì tên đó quát vào mặt của mình sao? Trời đất! Linh Hân phát hiện ra tình huống có gì đó không đúng, cô vội vàng sửa miệng. Ý em không phải là như vậy. Ý em là lúc đó anh Khải định vào trong bữa tiệc cùng em rồi, nhưng bởi vì em thấy bạn của mình không thích cho lắm, cho nên em từ chối. Hai người không thể nào trách anh Khải được. Một tiếng anh Khải, hai tiếng cũng là anh Khải. Làm sao bọn họ trước giờ không chú ý, một tên vệ sĩ lại được em gái đặt ngang hàng với bọn họ cơ chứ? Tử Thiêm liếc mắt nhìn cô công chúa nhỏ của mình đang chuẩn bị bùng phát, thì Nam Cung Lân ở bên cạnh bình thản lên tiếng. Vậy ý của em là bọn anh nên phạt em bởi vì đã tự ý đuổi vệ sĩ ra nơi khác, có đúng không? Linh Hân ngơ cả người. Nếu cô đồng ý chịu phạt thì chắc chắn sẽ không được tự do đi chơi nữa, có khi còn bị cấm túc ở trong nhà. Nhưng mà so với việc để cho Nguyên Khải nhận lỗi thay cô thì bị cấm túc cũng chẳng có vấn đề gì cả. Đầu óc cấp tốc vận hành, cô gái nhỏ bày ra vẻ mặt đáng thương, còn cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt. Cô bĩu môi. Em hiểu rồi, vậy thì mấy anh cứ phạt em đi. Em đừng tưởng làm nũng thì anh sẽ tha cho em nhé. Tử Thiêm nghiêm khắc giáo huấn cô em út. Em có biết nếu lúc đó Nguyên Khải không đuổi theo kịp thì em đã bị người ta làm nhục rồi không? Chuyện này không đơn giản như Linh Hân suy nghĩ. Con bé quá vô tâm, vô tư, lúc nào cũng cho rằng chỉ cần bản thân mình ổn thế là được, chẳng bao giờ nhận thức nguy hiểm xung quanh. Một phần cũng là do con bé từ nhỏ đến lớn được cưng chiều, được mọi người che chở thành quen rồi. Thân là anh trai, Tử Thiêm có trách nhiệm dạy dỗ con bé. Từ ngày hôm nay trở đi, trừ lúc đến trường, em bị cấm túc một tuần. Biết ngay là sẽ chịu phạt mà, nhưng cô đâu nghĩ anh trai lại có thể cứng rắn đến như vậy. Một tuần lận, đối với người thích tự do bay nhảy như Linh Hân thì làm sao mà sống sót qua nổi một tuần. Anh ơi, đừng mà. Linh Hân giả vờ khóc lóc nhìn anh hai, thấy anh quay đầu đi thì nhìn về phía của anh ba. Hai người này bình thường rất yêu thương cô, thấy cô làm nũng liền tha thứ ngay, mà sao hôm nay lại có vẻ tuyệt tình đến thế. Nam Cung Lân cũng cảm thấy nên cho em gái hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Anh lắc đầu. Đừng nhìn anh không thể nào giúp được em đâu, Tiểu Hân. Kết quả của việc lỡ miệng lần này đó chính là Nam Cung Linh Hân bị phạt ở nhà suốt cả một tuần, không được ra ngoài dạo phố cùng với bạn bè nữa. Cô là một thiếu nữ 18 tuổi, tính tình nghịch ngợm, lại còn đặc biệt ham vui. Anh trai phạt cô như vậy đúng là độc ác. Cô quyết định không thèm để ý đến bọn họ nữa. Thấy cô buồn bực, ngay cả bữa tối cũng bỏ ngang. Nam Cung Lân có chút nhức đầu. Linh Hân càng lớn càng hư rồi, không biết là do ai cưng chiều nó quá nữa. Nghe xong lời này, Tử Thiêm, người sủng em gái quá mức, không thể nào không lên tiếng. Em cảm thấy chuyện này là do ai? Cả cái nhà này, ngoại trừ mẹ ra, thì tất cả đều là tội đồ. Ngày con bé, Linh Hân hiếu động, thường xuyên tìm cách trốn họ ra ngoài chơi. Nào leo cây, nào trèo tường, cái gì cũng làm qua rồi. Nhưng họ ngoại trừ tét mông con bé mấy cái để làm màu thì không ai nặng lời. Và cuối cùng là tạo ra tính cách không sợ trời, không sợ đất như thế kia. Nam Cung Lân hắng giọng, cười cười xấu hổ. Thôi được rồi, trong chuyện này thì anh ta cũng có phần. Nhưng thật ra ngoại trừ ở nhà, ỷ vào việc được cưng chiều, thường xuyên làm nũng với họ ra, Linh Hân ở bên ngoài cũng chẳng khác người bình thường là bao nhiêu, vẫn biết chừng biết mực. Sau rửa cơm, Tử Thiêm cầm áo khoác dặn dò.
Em ở nhà trông chừng con bé, anh đi có chút việc. Nam Cung Lân vội hỏi, anh đi xử lý tên nhóc họ Phong kia có đúng không? Đúng vậy, Phong Tuấn. Thấy khuôn mặt của anh trai đầy sát khí, Nam Cung Lân vội vàng hạ giọng, anh đừng quá tay nhé, chỉ cần dạy dỗ hắn ta một chút là được rồi. Anh tự biết thế nào là đủ. Nghe lời này, Nam Cung Lân không cho là đúng. Trông như thế, anh chuẩn bị lấy mạng người ta rồi ấy. Thế nào là đủ cái gì chứ? Tử Thiêm không ngờ trong mắt người khác, khuôn mặt của anh lại đáng sợ đến như vậy. Anh thật sự rất tức giận về chuyện của em gái hôm nay, nhưng mà sức kiềm chế vẫn đủ tốt để không ra tay lấy mạng người khác. Nếu để cho Nam Cung Cảnh biết được chuyện này, thằng nhóc Phong Tuấn kia chắc chắn sẽ xuống mồ. Anh đáp trả Nam Cung Lân, dặn dò người phía dưới không được để Tam thiếu gia biết chuyện này, nhớ chưa? Anh yên tâm đi, thằng nhóc đó bây giờ đang ở nhà bạn, nghe nói chuẩn bị tham gia mấy cuộc đua, không về nhà đâu. Nam Cung Tử Thiêm gật đầu ừ một cái, rồi cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Chiếc xe BMW màu cam sáng bóng nhanh chóng chuyển động rời khỏi căn biệt thự Nam Cung gia. Sáng hôm sau, Linh Hân vừa ngủ dậy đã nghe được một tin tức động trời. Người giúp việc mang đồ ăn cho cô xong, vẻ mặt do dự như thể muốn nói rồi lại thôi. Cô lên tiếng hỏi, sao thế? Tiểu thư, tôi không biết có nên nói cho cô chuyện này không, nhưng mà tôi nghĩ rằng vẫn nên cho cô biết, đại thiếu gia hình như đã đổi vệ sĩ cho cô rồi. Nghe đến ba chữ đổi vệ sĩ, Linh Hân suýt chút nữa đánh rơi miếng bánh đang cầm trên tay. Cái gì cơ? Giúp việc thấy cô ném cái bánh trên tay trở về vị trí cũ, rồi mặc bộ váy ngủ xông ra ngoài thì gọi với theo. Tiểu thư, cô chờ một chút, cô đi đâu thế? Tôi phải tìm anh trai tôi tính sổ chứ còn đi đâu. Không được, không được như thế. Từ nhỏ đến lớn đều là Nguyên Khải ở bên cạnh chăm sóc cô cơ mà. Cô còn chưa thực hiện kế hoạch quyến rũ anh ấy. Chẳng lẽ đây mới là hình phạt thật sự mà anh trai dành cho cô sao? Khi mà cô lật đật đuổi đến phòng ngủ của anh trai thì mới biết rằng anh đã đi làm từ sáng sớm rồi. Hôm nay là chủ nhật, cô quên mất mình được nghỉ, có thể ngủ thỏa thích, còn anh trai cô vẫn phải đến công ty. Trên người Linh Hân mặc váy dây màu hồng nhạt, đôi dép bông dưới chân bị cô giẫm mạnh mấy cái, tức giận đến mức chỉ biết vò tóc của chính mình. Phát điên lên mất thôi. Một lần nữa, cô chạy ầm ầm trở về phòng, cầm điện thoại lên và gọi cho Nguyên Khải. Nếu giúp việc biết được chuyện này thì chắc chắn anh phải biết rồi. Âm thanh tút tút vang lên, Linh Hân không phục, tiếp tục gọi mấy lần nữa, cho đến khi mà đầu dây bên kia có giọng nói nhàn nhạt của Nguyên Khải vang lên. Tiểu thư, anh đang ở đâu thế? Cô hỏi xong chờ một lát mới nghe anh trả lời. Tôi đang ra ngoài cùng với đại thiếu gia, bây giờ không tiện nói chuyện đâu. Nếu cô cần gì thì gọi vệ sĩ mới đến giúp cô nha. Vừa dứt lời, Nguyên Khải tắt máy, không cho cô có cơ hội hỏi thêm gì nữa. Không chỉ phái vệ sĩ mới đến thay cho anh Khải chăm sóc cô, mà còn đưa anh ấy theo đến công ty sao? Chuyện này rốt cuộc là tại sao chứ? Linh Hân vò đầu bứt tóc, thầm nghĩ cách để anh hai đổi ý. Nguyên Khải được quản gia nhà Nam Cung nhận nuôi từ năm lên 6 tuổi. Khi đó cô mới chỉ có 1 tuổi, còn chưa biết trời trăng mây gió là cái gì. Sau này cô càng lớn càng nghịch ngợm, xung quanh biệt thự Nam Cung gia cũng chẳng có con nít, cho nên ba mới để cho Nguyên Khải ở bên cạnh chơi cùng cô và giám sát cô luôn. Lần đầu tiên hai người gặp gỡ là lúc cô 5-6 tuổi gì đó. Cô còn chê Nguyên Khải ăn mặc quê mùa, gầy quá, yếu quá, không cõng nổi cô cơ mà. Bây giờ nghĩ lại mà hối hận, muốn lao đầu vào tường luôn đi. Chắc chắn phải tìm ra lý do mới giải quyết được chuyện này. Mình và anh Khải ở bên cạnh nhau mười mấy năm trời, đã bao giờ anh hai ý kiến gì đâu, lạ thật đấy. Cô lăn lộn trên giường một lúc, quyết định gọi hỏi Nam Cung Lân. Trong số ba người anh trai thì tính cách của anh ba tương đối ôn hòa, dễ nói chuyện nhất, lại còn mềm lòng, phải tấn công từ anh ba thôi. Nam Cung Lân nhìn điện thoại hiện số của Linh Hân,
thì biết ngay có chuyện gì rồi. Anh xin phép bạn bè trong nhóm rồi mới đi về một phía, lên tiếng nói: Sao thế, em gái ngoan? Anh ba, anh là người thương em nhất, có đúng không nào? Giọng của Linh Hân nghe rất đáng thương. Anh buồn cười mà đáp: Có chuyện gì thì nói luôn đi, anh đang bận đấy nhá. Tại sao anh hai lại bắt Nguyên Khải đến công ty chứ? Biết ngay là con bé sẽ hỏi chuyện này mà. Nam Cung Lân lên tiếng trêu: Em thử đoán xem. Đừng nói là vì anh hai thích anh Nguyên Khải đấy nhá. Không được, không được đâu. Ai cũng nói anh hai không thích con gái, mà em còn không tin đấy. Em nghĩ đi đâu thế, Tiểu Hân? Nam Cung Lân giở khóc giở cười: Do hôm qua em biểu lộ quá rõ chuyện mình thích Nguyên Khải trước mặt anh hai đấy. Em với cả Nguyên Khải chỉ là... Cô hoảng hốt. Mỗi lần có ai thích cô hay là cô thích một chàng trai nào đó thì mấy ông anh đều phát khùng phát điên đi điều tra gia phả nhà người ta, xem là có tiếng xấu gì không, làm cho cô vô cùng áp lực. Vì vậy khi mà chỉ có cô và Nguyên Khải, cô mới dám thể hiện tình cảm ra mặt thôi. Không cần giải thích gì đâu, anh hiểu mà. Anh sẽ không can thiệp vào chuyện của em, hay là chuyện em thích Nguyên Khải cũng thế. Thật sao? Tất nhiên rồi, Nam Cung Lân đáp. Mặc dù tính ra thân phận hai người quá chênh lệch, nhưng nhân phẩm của Nguyên Khải thì có thể tin tưởng được cơ chứ. Linh Hân lập tức mừng rỡ: Thế thì anh nghĩ cách giúp em đi. Làm sao để anh hai trả Nguyên Khải cho em bây giờ? Đúng thật là chỉ có anh ba tốt với cô nhất 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 trên đời. Cô còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì đã bị tạt cho một gáo nước lạnh. Cái này em phải tự nghĩ cách đi, anh hai nghiêm khắc lắm đấy. Đến đây thì cuộc gọi thứ hai trong ngày của cô cũng bị người ta ngắt trước. Linh Hân ôm một bụng tức, nhưng mà quả thật khi anh Tử Thiêm nghiêm túc lên thì vô cùng khó hòa hoãn. Cô thở dài một hơi, đột nhiên nghĩ ra ý tưởng vô cùng ngu ngốc. Cô xuống bếp lén lút tìm một ít đậu phộng rồi ăn. Tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, cô chỉ ăn có mấy hạt. Chờ người bắt đầu hơi ngứa, nổi ban đỏ, cô liền trở về phòng gọi video cho anh hai. Nam cùng Tử Thiêm đang đi khảo sát thị trường cùng với Nguyên Khải. Điện thoại đột nhiên rung lên. Anh không muốn nghe máy, nhưng tay vẫn chạm vào nút nghe máy. Trên màn hình hiển thị hình ảnh bàn tay ngọc ngà của em gái út đầy chấm đỏ. Cô sụt sịt: Anh ơi, em bị bệnh rồi. Tử Thiêm nhíu mày, mà Nguyên Khải ở bên cạnh cũng lén lút nhìn màn hình một cái. Thiếu nữ vừa rên vừa than vãn: Ba mẹ thì đi du lịch, mấy anh thì phải đi làm, đi học, đi giao du với người ngoài. Em ở nhà một thân một mình, chẳng có ai chăm sóc. Chờ một lát, anh sẽ gọi bác sĩ đến chỗ em, Tử Thiêm đáp. Giọng của Linh Hân run rẩy như sắp khóc đến nơi. Thôi thôi, không cần đâu ạ. Lúc nào em bệnh cũng chỉ biết gọi bác sĩ. Cái em cần là có người bầu bạn cơ. Anh có hiểu khi mà bị cấm túc em buồn thế nào không? Anh còn công việc, không thể nào trở về ngay được đâu. Thì anh không cần về cũng được mà. Cô hít hít mũi mấy cái. Anh bảo anh Khải về đây rồi mua đồ ăn ngon cho em đi. Nói đến đây, nếu Tử Thiêm còn không nhận ra em gái mình đang giở trò thì anh thật không xứng đáng là anh trai của nó nữa rồi. Tử Thiêm đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Nguyên Khải bị anh dò xét cũng không tỏ ra khó chịu, mà sắc mặt vô cùng thản nhiên. Đối với chuyện em gái thích Nguyên Khải, anh cảm thấy không ổn cho lắm. Chưa nói đến cậu ta chỉ là một vệ sĩ bé nhỏ, mà tính cách của tên này thật sự không thích hợp để yêu với chẳng đương. Quanh năm suốt tháng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, anh có thể tưởng tượng cảnh em gái mình bị cậu ta làm tổn thương. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Linh Hân cố tình khoe vết ban đỏ. Vì bị dị ứng để anh mềm lòng, anh chỉ đành lên tiếng: Thôi được rồi, cậu về trước đi. Dạ vâng, thiếu gia. Mua gì đó cho con bé ăn, nó chắc là đói lắm rồi đấy. Dạ vâng. Nguyên Khải gật đầu rồi quay người đi trước. Bước chân so với lúc đến đây có chút vội vàng, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra.
Tính cách của Nguyên Khải trước giờ lúc nào cũng là như thế, giấu kín cảm xúc của bản thân mà không biểu lộ ra ngoài. Về đến nhà, anh mang theo một túi to đồ ăn vặt và đồ ăn sáng ghé sang phòng của Linh Hân. Bác sĩ đến kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô rồi. Khi mà Nguyên Khải tiến vào thì vừa hay nghe bác sĩ lên tiếng: "Tiểu thư biết bản thân mình dị ứng đậu phộng thì nên chú ý hơn một chút. May mà không quá nặng, uống thuốc rồi nghỉ ngơi là sẽ tốt thôi." "Vâng." Linh Hân có chút xấu hổ, nâng mí mắt, nhìn thấy người đàn ông đang đứng đằng sau bác sĩ quan sát mình thì cô càng chột dạ, nở ra nụ cười cứng nhắc. Đến khi trong phòng chỉ còn lại cô và Nguyên Khải, người đàn ông rót cho cô cốc nước để uống thuốc. Anh chẳng nói gì, ánh mắt mang theo sự tức giận rất nhỏ. Cô giả vờ không nhận ra, hào hứng mở túi ở bên cạnh: "Anh mua gì cho em mà nhiều thế này?" Cô lôi hết mấy thứ linh tinh bên trong rồi vui vẻ nói câu cảm ơn. Từ đầu đến cuối anh không hề có phản ứng gì. Phải mất thêm một lúc lâu sau, khi mà cô đã ngồi im nhìn anh đầy vẻ đáng thương, anh mới lên tiếng: "Không phải tôi đã dặn cô liên lạc cho vệ sĩ mới khi nào cần làm gì đó rồi sao?" "Nhưng mà em chẳng thích vệ sĩ mới đâu." Cô bĩu môi. "Vệ sĩ nào thì cũng là vệ sĩ mà." Nguyên Khải làm công ăn lương ở Nam Cung gia, khi mà đại thiếu gia gọi anh đi cùng, làm sao anh có thể từ chối? Bây giờ tiểu thư muốn anh trở về, chưa biết chừng hôm sau anh còn bị đưa đến chỗ nào đó xa hơn đấy chứ. Đối với Linh Hân, người khác có tốt thế nào cũng không phải là Nguyên Khải. Cô rũ mi mắt, siết chặt ga giường rồi lên tiếng: "Em chỉ thích anh làm vệ sĩ riêng của em thôi." Câu nói này chẳng khác nào gián tiếp tỏ tình, làm cho trái tim của người đàn ông bỗng chốc trở nên khác thường, đập nhanh hơn, mạnh hơn so với ngày thường. Anh hiếm khi nào đáp lại những câu nói hàm ý của Linh Hân. "Tiểu thư, thân phận của cô cao quý, muốn có bao nhiêu vệ sĩ mà không được cơ chứ?" "Nhưng em muốn người đó phải là anh." Cô ương bướng trả lời, vẻ mặt của cô nghiêm túc, chân thành hơn bao giờ hết. "Lần sau anh mà còn dám tùy tiện rời khỏi em say đậu phộng uống cho anh xem." Nguyên Khải biết rõ cô dị ứng đậu phộng, cho nên cô nói lời này là đang đe dọa anh sao? Anh thật sự không biết giải thích thế nào, cô mới hiểu bọn họ không thể nào. Anh là trẻ mồ côi, được Nam Cung gia kêu mang, đến giờ đã vô cùng cảm kích rồi, làm sao mà dám có lòng trèo cao. Hơn nữa, Nguyên Khải cảm thấy mình khó mà đem đến hạnh phúc cho cô. Thấy người đàn ông im lặng, cô sợ chọc giận anh liền sửa miệng: "Em đùa thôi mà, chỉ là đùa thôi." Không khí ngượng ngập giữa hai người làm cho Linh Hân không biết phải làm thế nào, đành đổi sang chủ đề khác: "Anh đút bữa sáng cho em ăn đi, tay em ngứa lắm, không cầm được muỗng đâu." Anh cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nổi ban đỏ của cô gái nhỏ, trong lòng rõ ràng là chua xót, nhưng mà ngoài mặt thì tỏ ra bình tĩnh, giả vờ mang bữa sáng ra rồi từng muỗng đút cho cô ăn. Đúng là giả vờ rất giỏi, cứ làm như mình đang vô cùng bình tĩnh. Khuôn mặt thiếu nữ không giấu được nụ cười vui vẻ, cả quá trình lén lút nhìn góc nghiêng đẹp trai của Nguyên Khải. Khí chất cao lãnh cấm dục này thực sự là khiến cho cô muốn hôn lên một cái. Giả sử cô hôn rồi, không biết anh có giữ được vẻ mặt bất biến như thế này không nhỉ? Linh Hân nghĩ như vậy, canh ngay lúc mà anh cúi gần đến thì nhổm người lên, bất ngờ hôn chụt một cái trên gò má của Nguyên Khải. Không giống trong suy nghĩ của cô, mặc dù bị tập kích nhưng mà người đàn ông chỉ khựng người rồi lại tiếp tục đặt mắt cháo xuống mà nói: "Nếu tiểu thư đã khỏe rồi thì tự ăn đi, tôi còn có việc phải làm." Nói xong thì anh đứng dậy và đi thẳng ra cửa. Cô gào lên một tiếng rồi tiếp tục chui vào trong chăn, tức giận mà mắng thầm: "Người đàn ông khốn kiếp, anh không hiểu phong tình là cái gì sao? Khốn kiếp." Cô không biết rằng lúc này ở ngoài cửa, khuôn mặt lúc nào cũng không bao giờ biến đổi của người đàn ông đã trở nên đỏ bừng bừng. Anh thấy có người đi ngang qua đưa tay che mặt, chỉ nghe người kia lên tiếng nói: "Tai cậu đỏ quá, cậu Khải, có phải là bị ốm rồi không?" Không phải đâu,
Anh lập tức đi như bay, rời khỏi chỗ này. So với lúc đến thì còn vội vàng hơn bao giờ hết. Tìm một góc không người, Nguyên Khải ngửa đầu hít sâu mấy hơi để bình tĩnh bản thân mình, đưa tay sờ lên gò má, nơi đó còn lưu lại cảm giác mềm mềm, dễ chịu, làm cho người ta phát cuồng, phát điên. Mười mấy năm ở bên cạnh nhau, đây chính là lần đầu tiên cô hôn anh. Cho dù chỉ là hôn má, nhưng cũng thật khó để anh có thể kiềm chế bản thân. Trong lòng anh bắt đầu điên cuồng, mắng mình là đồ quá phận. Ba mẹ và cả anh trai của Linh Hân sẽ phản ứng thế nào nếu biết anh vừa để cô hôn chứ? Chuyện ngày hôm nay chắc chắn không được phép lặp lại thêm một lần nào nữa. Anh vô cùng rối rắm, thì Linh Hân cũng vô cùng rối rắm. Anh rối rắm một, cô rối rắm 10. Cô xúc động quá mức, lỡ tấn công người ta. Chẳng may Nguyên Khải nghĩ rằng cô dễ dãi thì biết phải làm sao. Ừ thì đúng là cô có hơi dễ dãi thật, nhưng mà chỉ dễ dãi với một mình anh thôi. Chết rồi, mình phải làm thế nào bây giờ? Cô khóc không ra nước mắt. Đâm lao thì phải theo lao. Dù sao thì cũng định lên kế hoạch quyến rũ anh Khải, coi như đây là bước đầu tiên của kế hoạch đó đi. Người ta vẫn nói có công mài sắt, có ngày nên kim. Chỉ cần cô mặt dày theo đuổi thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt thôi. Lúc này Phong gia vì chuyện tốt của con trai cưng mà rối tung rối mù hết cả lên. Phong Tuấn mặt mũi sưng vù giống như cái đầu heo, vừa khóc vừa lên tiếng tố cáo. Ba, ba không định trả thù thật đấy à? Con chỉ vừa chạm vào cô ta có một cái thôi, con đã kịp làm cái gì đâu cơ chứ? Một tiếng bốp vang lên. Ba của Phong Tuấn tức giận tát vào mặt anh ta một cái rất mạnh, rồi lớn tiếng quát. Thế mày còn định làm gì con gái như người ta? Mày bị điên rồi có đúng không? Ai dạy mày làm ra chuyện đồi bại đó chứ? Ông không ngờ con trai của mình lại tụ họp bạn bè, ăn chơi đàn đốm, rồi bỏ thuốc con gái như người ta. Khốn nạn thì cũng thôi đi, lại còn chọn vị tiểu thư duy nhất của Nam Cung gia nữa. Sau khi mà Phong Tuấn trở về với vết bầm trên mặt, ông còn nghĩ phải tìm tên gây chuyện tính sổ. Có điều chưa kịp hành động, ở bên kia đã gọi điện đến. Phong Tuấn bị người của bọn họ đánh cho nửa sống nửa chết, ông phải quỳ xin lỗi đối phương thì mới cứu vớt được cái mạng nhỏ của con trai. Bây giờ nó còn đứng đây đòi ông đi trả thù cho nó sao? Mẹ kiếp, trên địa bàn của người ta gây sự chưa mất mạng đã là may mắn lắm rồi. Từ nay về sau không được chơi với đám bạn hư đốn đó nữa. Mày mà dám có ý nghĩ trả thù thì tao sẽ đánh cho mày gãy chân trước đấy. Là Phong Tuấn có lỗi với Nam Cung gia, là ông chủ động quỳ xuống xin lỗi, người ta nể mặt thì mình phải biết dừng đúng lúc chứ. Cho dù ông nói như vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng Phong Tuấn, một người đàn ông chưa đến 30 tuổi bị đánh rồi bắt quỳ trước mặt người khác thì đây là một sự sỉ nhục cả đời này không phai. Linh Hân không biết rằng việc mình bị bỏ thuốc kia lại khiến cho anh trai tức giận đến nỗi muốn lấy mạng người. Cô mặc kệ, bởi vì bận suy nghĩ làm thế nào tán đổ anh Nguyên Khải của cô rồi. Sau một giấc ngủ ngon, cô gái nhỏ tỉnh dậy thay cho mình bộ váy trắng, điểm thêm họa tiết hoa nhỏ và khoác áo len mỏng đi ra ngoài. Lúc cô xuống đến trước biệt thự mới thấy có gì đó sai sai, cô lên tiếng hỏi tài xế. Nguyên Khải đâu rồi? Bình thường anh vẫn theo cô đến trường, sau đó ở đằng xa quan sát để bảo vệ an toàn cho cô. Nhưng hôm nay người chờ cô là một vệ sĩ khác, một ông chú tầm 40-50 tuổi gì đó. Chú vệ sĩ lên tiếng. Tiểu thư đừng tìm nữa. Nguyên Khải đi theo đại thiếu gia, ra ngoài từ sớm rồi. Linh Hân nghe đến đây thì giống như là tiếng sét đánh giữa trời quang. Sấm chớp đùng đùng bên tai, cô tức giận thở không nổi, vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho anh trai yêu quý của mình. Đối phương vừa nghe máy, cô đã nói rất nhanh. Sao lại tiếp tục mang vệ sĩ của em đi nữa rồi? Anh làm như vậy có phải là quá đáng lắm rồi không? Anh đã hỏi ý kiến của em chưa? Là cậu ta chủ động muốn đổi vị trí làm việc đấy, Linh Hân. Tử Thiêm giải thích, sau đó chậm rãi hỏi một câu. Em thích cậu ta có đúng không? Nếu là bình thường cô sẽ chẳng thừa nhận đâu,
Nhưng nếu đã bị anh trai phát hiện ra, thì bắt đầu kể từ ngày hôm nay, cô muốn công khai chuyện này cho cả thế giới cùng biết. Đúng, em thích anh ấy. Em thích anh Nguyên Khải. Tử Thiêm hỏi em gái. Em có nghĩ đến chuyện Nguyên Khải sẽ cảm thấy thế nào khi mà bị em bám lấy không? Cơn giận của cô gái nhỏ lập tức bị dập tắt. Cô ấp úng không thể nào nói được thành câu. Tự hỏi có phải là chính bản thân cô đang rất phiền phức hay không? Từ nhỏ cô đã bám dính lấy anh rồi, rồi gây sự khắp nơi để anh đến giúp cô giải quyết. Nghĩ đi nghĩ lại, dường như mỗi lần cô nói xin lỗi, anh sẽ nói: đó chính là bổn phận của tôi, tiểu thư không cần phải xin lỗi. Vậy sự chăm sóc ân cần mà Nguyên Khải dành cho cô, tất cả những dịu dàng che chở đó chỉ là vì nghĩa vụ trách nhiệm của một người vệ sĩ ở bên cạnh tiểu thư của mình thôi sao? Không thấy em gái nói gì nữa, Tử Thiêm trầm giọng. Em bây giờ mới chỉ có 18 tuổi thôi, thế nhưng cũng không còn bé bỏng gì nữa, cũng đến lúc trưởng thành rồi đấy, Tiểu Hân. Linh Hân im lặng, siết chặt điện thoại, giọng nói có chút tức giận. Anh đang mắng em là quá trẻ con đấy à? Ngày trước là ai nói sẽ cưng chiều em cả đời, nói em không cần lớn cơ mà. Nói xong cô trực tiếp tắt điện thoại. Hai người này muốn hợp sức để bắt nạt cô đấy à? Tưởng cô không có hai người họ thì cô không sống nổi chắc. Tử Thiêm thấy có gì đó sai sai, thử gọi lại mà không được, đành quay sang nhìn Nguyên Khải ở bên cạnh. Cậu gọi cho Linh Hân xem thế nào đi. Nguyên Khải gọi cho cô cũng chỉ nghe thấy tiếng tít tít. Vậy là Linh Hân đã chặn số của cả hai người luôn rồi. Thiếu gia, cô ấy cũng chặn số của tôi rồi. Nguyên Khải lên tiếng. Đây chính là lần đầu tiên cô chặn số của Nguyên Khải. Mặc dù bên ngoài không thể hiện ra, nhưng mà trong lòng có chút bất ngờ. Cho dù giận dỗi thế nào, chỉ cần anh chủ động nói xin lỗi, cô sẽ nguôi ngoai. Cũng có những lúc Nguyên Khải còn chưa kịp nhận lỗi, cô đã hết giận luôn rồi. Bình thường cùng lắm cũng chỉ làm nũng, hôm nay cô lại chặn cả số của đại thiếu gia và số của anh. Hai người đàn ông ngơ ngác nhìn nhau. Tử Thiêm lúc sau mới nhếch mày mà nói: tôi nghĩ đây là lỗi của cậu đấy. Ngày hôm qua con bé gọi cậu về, hai người đã xảy ra chuyện gì rồi? Lại là sự im lặng đến từ vị trí của chàng vệ sĩ. Anh không thể nào khai ra chuyện tiểu thư hôn trộm mình, chắc chắn sẽ ăn một đấm của đại thiếu gia cho mà xem. Tử Thiêm suy nghĩ, chắc có lẽ vì chuyện Nguyên Khải tự ý rời khỏi em gái mới khiến cho em tức giận như vậy. Cậu biết mình phải làm gì rồi chứ? Tôi không biết. Nguyên Khải thành thật đáp. Từ trước đến giờ đã gặp tình cảnh này bao giờ đâu, bị chặn số, liệu lời xin lỗi có còn tác dụng không? Tử Thiêm cũng đến là chịu thua, anh chỉ có thể nghĩ đến chuyện mua đồ ăn ngon cho em gái, hoặc là mua gì đó Linh Hân thích. Chứ còn bảo anh mở miệng dỗ dành thì anh không quen. Anh và Nguyên Khải đều thuộc tiếp người ít hứa hẹn, mà thích dùng hành động trực tiếp để thể hiện sự quan tâm với người khác hơn. Lúc này đây, Linh Hân đã cùng với tài xế và vệ sĩ mới đến trường. Vừa xuống xe, cô liền dùng sức đóng cửa rất mạnh. Tiếng rầm rầm vang lên, cửa xe rung mạnh như thể muốn bị lực tay của cô làm cho rơi ra. Tài xế vô cùng xót mà lên tiếng nói: ôi trời, chiếc xe đắt lắm đấy. Tiểu thư, sao có thể đối xử với nó như vậy chứ? Vệ sĩ ở bên ngoài cũng không hiểu tại sao tiểu thư lại bực mình, ngậm miệng đi cách cô một khoảng rồi nhắn tin báo cáo cho đại thiếu gia. Tiểu thư hình như là đang rất tức giận, cô đóng cửa xe rất mạnh ạ. Tôi biết rồi, chú xem có điều gì bất thường thì báo cho tôi. Dạ vâng, đại thiếu gia. Một lát sau, chú vệ sĩ nhìn thấy cô va vào nam sinh nào đó, hai người ở phía xa nảy sinh một trận cãi vã. Vệ sĩ vội vàng xông tới muốn tách hai người ra, lại bị tiểu thư đẩy mạnh sang một bên. Chú đừng có mà xen vào, hôm nay cháu phải cho cậu ta biết đụng trúng người khác thì phải xin lỗi. Tâm trạng Linh Hân đã không tốt rồi, lại còn bị cái tên trước mặt làm cho tồi tệ gấp n lần. Hắn ta có một đôi mắt màu hổ phách, hốc mắt sâu có thần, trông giống như là con lai vậy.
Nhìn thì cũng đẹp trai đấy, nhưng bất lịch sự là không xong với cô rồi. Cậu đụng trúng người tôi trước, người xin lỗi phải là cậu chứ. Tên kia tỏ ra mình vô tội. Là cô đi không nhìn đường, còn đổ tội lên đầu tôi sao? Thế này đi, mỗi người một hướng, cô cứ như vậy mà cút xa xa tôi ra, đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Linh Hân siết chặt nắm tay, tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ au. Cái tên này vừa đi vừa ấn điện thoại, rồi đâm vào người cô, lại còn đổi trắng thay đen nữa sao? Thấy cô thở hổn hển không nói nên lời, tên kia vui vẻ nhún vai bỏ đi. Trước thái độ khinh người đó, cô chép môi một cái, lén lút đưa chân ra móc vào chân của hắn ta. Vệ sĩ ở bên cạnh bất lực thật sự. Ông có bao giờ cùng tiểu thư đến trường đâu chứ, cho nên lúc này làm thế nào cũng không biết, vội vàng nhắn tin cầu cứu. Tiểu thư va chạm với người khác, gạt chân người ta để cho người ta ngã nữa. Không đúng, chưa ngã. Nhưng mà cậu ta có vẻ muốn ăn thua với cô ấy ạ. Bảo vệ em gái tôi cho tốt, nếu như em ấy chịu bất kỳ tổn thương nào, tôi sẽ để chú lãnh gấp đôi đấy. Tử Thiêm không thể nào tập trung được, em gái gây chuyện thì thôi đi. Tại sao mấy chú vệ sĩ này còn chậm chạp không hành động cơ chứ? Nếu Nguyên Khải mà ở đó, có thể giải quyết êm đẹp trong vài câu nói, bởi vì Linh Hân rất nghe lời cậu ta mà. Điện thoại Tử Thiêm không ngừng báo có tin nhắn gửi đến. Cậu ta vừa mắng tiểu thư là con nhỏ mất nết. Tiểu thư đánh cậu ta rồi ạ. Tôi xông lên cũng bị tiểu thư đánh luôn rồi. Thiếu gia, lần sau đừng để tôi theo tiểu thư đến trường nữa có được không? Tử Thiêm đỡ lấy trán, đột nhiên thở dài một hơi, làm cho toàn thể nhân viên đang có mặt trong cuộc họp cứng đơ cả người. Mới sáng sớm đã họp khẩn cấp, làm cho họ căng thẳng lắm rồi. Giám đốc còn tỏ vẻ không hài lòng như vậy nữa. Đang trong lúc mọi người lo lắng nhất thì Tử Thiêm gọi một tiếng. Cậu đi giải quyết giúp tôi một chuyện đi, Nguyên Khải. Từ công ty đến trường đại học của Linh Hân đi mất nửa tiếng xe. Nguyên Khải nhận chìa khóa rồi vội vàng đuổi tới nơi. Có điều mọi chuyện đã quá muộn màng. Cô gái nhỏ đang bực mình còn gặp cái tên không nói lý lẽ. Hai sinh viên 18 tuổi giống như con nít lên ba, chẳng ai chịu nhường ai. Sau khi bị gạt chân, thanh niên kia quay ngắt sang liếc nhìn cô, tay vùng lên dọa dẫm. Còn danh mất nết này, có tin là ông sẽ đánh cho mày bầm tím cả mắt không? Cậu vừa nói gì? Linh Hân nhíu mày hỏi lại. Đã rất lâu rồi cô chưa bị ai mắng thẳng mặt như vậy. Linh Hân từ nhỏ nghịch ngợm, cô theo mấy chú vệ sĩ học võ phòng thân suốt, cho nên không sợ đối phương một chút nào. Huống hồ tên này trông giống như là mấy tên công tử nhà giàu, mặt trắng ẻo lả, đánh mấy cái chắc là ngất ra đây. Linh Hân nghiêng người, chân dài vung lên nhanh như chớp, đạp vào mông của hắn ta một cái rất mạnh. Vệ sĩ xông lên ngăn cản, một phần là muốn bảo vệ cho cô, nhưng cũng bị cô đánh vào bả vai bụp bụp. Chú đi ra đi. Để được vệ sĩ sang chỗ khác rồi, cô lại xông tới túm áo tên gây sự với mình, đẩy hắn ta ở dưới đất đánh cho túi bụi. Cậu còn định đánh tôi sao? Đánh đi, tôi cho cậu đánh đấy. Mỗi câu nói của cô đều kèm theo cái tát đau đớn vô cùng. Tên kia chỉ mới khua tay định dọa cô thôi, không ngờ cô thật sự xông lên lại còn hung dữ như thế này. Anh ta vội vàng che khuôn mặt đẹp trai của mình gào lên. Đừng, đừng đánh vào mặt tôi. Đừng, đừng đánh nữa. Bà chằn này, dừng lại đi. Bọn họ xô xát dẫn đến vô số sự chú ý. Sinh viên có tiết sớm đều dừng chân hóng chuyện, cho dù là sắp đến giờ vào lớp tới nơi rồi. Ngôi trường này là một trong những trường đại học hàng đầu của cả nước. Sinh viên đều thuộc diện học giỏi, cực giỏi, lấy được học bổng, nhưng mà đa số vẫn là nhà giàu danh giá. Cho nên thật ra cảnh đánh nhau này rất hiếm khi nào xảy ra trong khuôn viên của trường. Linh Hân túm cổ áo của tên kia rồi thở phì phò lên tiếng. Cậu tên là gì? Sao cơ? Tôi hỏi cậu tên là gì? Bị cô làm cho mù mờ, người thanh niên phải mất một lúc lâu mới có thể nghĩ ra được tên của chính mình. David, cô hỏi làm gì? Để ghi thù chứ còn làm gì nữa. Cô nói xong thì đứng dậy,
phủi tay, sửa sang lại quần áo trên người rồi nói thêm. Sau này cậu tốt nhất nên biết điều, tránh xa tôi càng xa càng tốt. Nếu không thì tôi gặp ở đâu, tôi sẽ đấm cậu ở đó, hiểu chưa? David nằm dài trên đất, không muốn động đậy. Khuỷu tay anh ta có chút đau rát, đầu cũng đau. Anh ta vừa về nước được mấy ngày, đã gặp bao nhiêu là chuyện. Nhầm chuyến bay, rồi dính mưa, rồi lại còn mất cả điện thoại. Giờ đây, ngày đầu tiên đến trường, bị người ta chế trụ xuống đất mà đánh thế này. Mẹ bảo anh ta về đây là để chịu khổ hay gì chứ? David lồm cồm bò dậy, nhìn bóng lưng đã rời đi của Linh Hân mà trong lòng hừng hực lửa giận. Linh Hân vào lớp không thể nào tập trung được. Tâm trạng cô giống như là chó cắn. Khoảng một tiếng sau, tiết học kết thúc. Linh Hân buồn bực, cầm lấy túi sách và đi ra cổng. Tài xế không biết đã đi đâu rồi. Cô quét mắt qua lại vài vòng cũng không thấy ông ấy. Chẳng lẽ là nhầm giờ tan học của cô hay gì đây? Cô mò mẫm điện thoại trong túi sách, rồi cầm nó gọi cho vệ sĩ riêng. Chú đi đâu rồi? Ban nãy cậu Khải đến cho nên chú về rồi. Ai cơ? Cô nghe đến tên của Nguyên Khải, trái tim đập nhanh hơn. Anh đến đón cô xong. Đôi mắt to tròn của cô lập tức láo liên, nhìn ngó xung quanh. Bất chợt nhìn thấy chiếc xe màu cam quen thuộc. Cô tắt điện thoại. Từ trên chiếc xe màu cam bước xuống người đàn ông mặc quần áo màu đen, vốn cũng chỉ là đồng phục của vệ sĩ Nam Cung gia, nhưng nó ở trên cơ thể anh lại giống một bộ vest sang trọng. Linh Hân trong lòng thích muốn chết đi được, nghĩ rằng cuối cùng anh cũng biết lỗi đến đây dỗ dành cô. Nào ngờ đâu, khi mà Nguyên Khải đến gần lại lên tiếng nói. Tôi nghe nói tiểu thư đánh người có đúng không? Sắc mặt vui mừng của Linh Hân nháy mắt cứng đơ. Anh đến đây là vì chuyện này sao? Đại thiếu gia bảo tôi đến đây. Nhưng mà lúc đó tiểu thư đã vào học rồi, cho nên tôi không dám làm phiền. Nguyên Khải thành thật một cách đáng ghét. Cô khó chịu hơn trước gấp nhiều lần. Nếu cô không gây sự thì anh đã chẳng quan tâm đến cô đâu, đúng không? Cô không thèm đi cùng anh, bước nhanh về phía cổng trường, giơ tay bắt taxi. Chiếc taxi vừa đỗ bên cạnh cô thì Nguyên Khải lại đứng đằng sau, lắc tay ra hiệu cho tài xế đi đi. Tài xế khó hiểu hạ kính xe, nghe giọng nói như kết băng của người đàn ông. Cô ấy vẫy nhầm thôi. Tài xế gật đầu à một cái rồi nhấn ga rời đi. Không không, chú ơi, không nhầm đâu, chờ một chút. Linh Hân còn chưa nói xong thì Nguyên Khải đã cởi áo đen bên ngoài, rồi từ đằng sau tiến tới, cầm nó vòng qua eo của cô. Sau đó thì trong ánh mắt chăm chú của vô số thiếu nữ, anh cúi người ôm lấy hai đùi của cô, dùng một tay nhấc bổng cô lên. Cơ thể Linh Hân thoáng cái đã tựa lên vai của Nguyên Khải rồi. Anh biểu hiện sức lực đáng kinh ngạc. Cô ngơ ngác quên cả việc phản kháng, tay còn rất ngoan ngoãn vòng qua ôm cổ của Nguyên Khải nữa. Cô bị anh ôm về phía xe mà khóc không ra nước mắt, thầm mắng cái tay phản chủ của mình n lần. Nguyên Khải nhẹ nhàng đặt cô xuống mà không tốn một chút sức lực nào. Thân là vệ sĩ, từ nhỏ anh đã cùng với các chú học tập rèn luyện cơ thể, lực tay, sức bền đều vô cùng tốt. Linh Hân thì rất mảnh mai, ôm vào có cảm giác mong manh, làm cho người ta không nỡ mạnh tay. Gò má của Linh Hân nóng bừng lên, đang định đứng dậy ra ngoài thì bị anh đưa tay chắn ngang cửa. Cô ngẩng đầu lên, phát hiện ra Nguyên Khải đang dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn mình thì có chút nhụt chí, không dám phản kháng gì nữa, nhưng cũng không chịu nói chuyện. Anh nói một câu quen thuộc. Tiểu thư, hôm nay lại gây chuyện rồi. Sau đó vươn tay về phía cô, giúp cô thắt dây an toàn. Cả quá trình anh lái xe đưa cô về nhà, Linh Hân chỉ nghiêng đầu quan sát cảnh vật ở bên ngoài. Im lặng đôi khi là cách tốt nhất để người ta thể hiện sự tức giận trong lòng. Nguyên Khải đầu gỗ, trong chuyện tình cảm thì IQ tương đối thấp. Vì vậy khi mà về đến nhà, anh vẫn chưa nói được câu nào an ủi hay là xoa dịu Linh Hân, ngược lại còn tỏ ra bất bình. Tiểu thư xuống trước đi, tôi phải quay lại công ty đón đại thiếu gia rồi. Cô thực sự nghe đến đây là hết chịu nổi, quay sang dùng túi sách đánh cho anh túi bụi.
anh đúng là tên chết dẫm. Lúc ông trời tạo ra anh, quên mất cho một chút lãng mạn, tinh tế vào trong não anh, có đúng không? Chàng vệ sĩ chỉ có thể im lặng để mặc cho thiếu nữ phát tiết trên người mình mà không mở miệng. Mấy cú đánh vừa rồi đối với anh cũng chẳng khác gì đấm bóp. Nếu cách này có thể giúp cho tiểu thư xả stress, thì ngồi đây cả ngày cho cô đánh cũng tốt. Linh Hân chút giận xong thì phát hiện còn buồn bực nhiều hơn nữa. Em đang giận anh, em chặn số của anh mà anh cũng không thèm đổi biểu cảm trên khuôn mặt luôn, là thế nào? Thôi được rồi, lỗi là do em sai. Em sai vì ngay từ đầu đã thích một tên ngốc nghếch là anh. Cô nói xong cắn chặt môi nhìn anh, đôi mắt long lanh như thể sắp khóc đến nơi rồi, nhưng cuối cùng cũng kiềm chế được. Thời gian qua Linh Hân chịu đủ lắm rồi. Vì một người không thích mình mà cô nỗ lực suốt cả thanh xuân, cuối cùng thì cô nhận được cái gì cơ chứ? Giọng nói của Linh Hân mang theo sự chán nản. Không phải lúc nhỏ anh từng hứa anh sẽ bảo vệ cho em cả cuộc đời sao? Bây giờ anh lại để người khác thay mình ở bên cạnh em. Câu nói đó khơi gợi những ký ức ngọt ngào mà Nguyên Khải đã cố gắng chôn vùi trong tâm trí. Anh khựng lại, nắm tay siết chặt đến nỗi gân xanh nhô lên dưới làn da màu đồng khỏe mạnh. Anh chỉ có thể lạnh nhạt nói với cô: xin lỗi. Xin lỗi sao? Anh xin lỗi vì cái gì cơ chứ? Cô cảm giác mình sắp không thở nổi. Xin lỗi vì sẽ thất hứa với em à? Vậy thì em không chấp nhận đâu. Anh không được phép rời khỏi em. Chúng ta đã lập lời thề rồi cơ mà. Nguyên Khải mím chặt môi. Anh cũng không rõ mình đang thấy có lỗi ở chỗ nào, nhưng mà nhìn thấy cô buồn bực sắp khóc, anh biết mình sai rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa tiểu thư đi học. Câu này cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không để người khác thay thế vị trí của mình. Cô nghe được thì hả một tiếng rồi gật gật đầu. Thế còn được. Linh Hân vừa rồi đã chuẩn bị tâm lý để từ bỏ. Nếu như Nguyên Khải lần nữa làm cho cô tổn thương, vậy thì đoạn tình cảm đơn phương của cô chỉ nên tồn tại đến đây thôi. Nhiều năm trôi qua, cô nhận ra rằng cưỡng cầu không thể nào làm cho bản thân hạnh phúc. Linh Hân hít sâu mấy hơi để bình tĩnh, rồi mở cửa bước xuống. Con người chứ có phải là sắt đá đâu. Rất nhiều lần cô chủ động tiến tới với Nguyên Khải, nhưng đều bị từ chối, làm trái tim cô vô cùng đau đớn. Những vết cắt vô hình, trên đó có nông, có sâu, chi chít sẹo, giống như chỉ cần thêm một vết thương nhỏ nữa thôi, nó sẽ vượt ngưỡng chịu đựng. Cô nhìn theo chiếc xe dần dần rời khỏi khu biệt thự, cắn chặt môi dưới. Em sẽ cho chúng ta một cơ hội cuối cùng, anh Khải. Nếu tiếp tục bị từ chối, thế thì em chấp nhận. Em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, cứ yên tâm. Mặc dù rất ghét phải thừa nhận điều này, nhưng mà anh hai của cô nói đúng. 18 tuổi là cũng đến tuổi trưởng thành rồi. Không thể nào cứ mãi dựa dẫm vào người ta mãi được. Cũng không nên tùy hứng làm ảnh hưởng đến người ta. Lúc này đây, ở một nơi khác, thám tử Tư đứng trước mặt David. Đây là thông tin cô gái hôm nay đánh thiếu gia. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng nha. Nhà cô ấy giàu và có quyền có thế. Cậu tốt nhất đừng gây sự với cô ấy. Thế nhà tôi thì sao? Nhà tôi không giàu chắc. David tức giận trừng cái tên thám tử Tư mình vừa thuê, cũng là người quen cũ của ba David. Thám tử cười vào mặt của anh ta. Cậu sao? Cũng tính là giàu, nhưng mà tài sản của cậu không có trong nước. Còn Nam Cung gia, tuy rằng gần đây thu mình nhiều rồi, nhưng trước kia từng hoành hành cả khu vực này, là xã hội đen có tiếng tăm đàng hoàng. Nam Cung Linh Hân còn được xưng tụng là tiểu công chúa của nơi này. Cậu chán sống thì cứ tìm cô nàng trả thù đi. Đối với người vừa về nước được mấy ngày là David, sự tồn tại của Nam Cung gia có ý nghĩa to lớn thế nào trong khu vực mà anh ta đang sống, anh ta thực sự không rõ, mà lại càng không để tâm. Dù sao thì ba của David cũng là một trong những chính trị gia thừa nhân có tiếng ở nước ngoài, gia sản phân bố khắp nơi, chẳng thua kém bất kỳ một kẻ nào. Anh ta chưa từng bị ai đè ra rồi đánh cho một trận giống như hôm nay.
mặt mũi đâu để mà nhìn người khác nữa cơ chứ. David nói với thám tử tư. Tiếp tục theo dõi cô ta, tôi cần nhiều thông tin hơn. Mà cô ta đã từng có bạn trai chưa? David nảy ra một ý nghĩ vô cùng điên rồ, đó chính là tán đổ Linh Hân, sau đó đá cô đi. Đến lúc đó chắc chắn cô sẽ quỳ xuống ôm chân của hắn, cầu xin đừng chia tay. Thám tử là một người chuyên nghiệp, đôi mắt nhìn qua vô số người. Vừa liếc thấy David cười ha ha, liền biết cái tên này đang ảo tưởng chuyện gì rồi. Vì nể tình ba của David quen biết với mình, thám tử tư dặn dò. Tôi sẽ giúp cậu điều tra nhiều thông tin hơn. Nhưng mà tôi nói thật nhé, cảnh cáo cậu luôn, đừng để đến lúc bị người ta trả đũa rồi khóc lóc ăn vạ. Một thằng nhóc nhà giàu được cưng chiều, hống hách quen thói, đối đầu với tiểu công chúa của gia đình mafia, chỉ nghĩ đến thôi. Thám tử đã hưng phấn đến run người. Khuyên cũng khuyên xong rồi, David làm thế nào là việc của cậu ta. David Doãn, con trai của một thương nhân vô cùng nổi tiếng ở Mỹ, mẹ là diễn viên cũng nổi tiếng, với vẻ ngoài xuất sắc và gia thế không phải là dạng vừa. Hắn ta được xếp vào top những chàng trai hot nhiều người biết đến, nhưng mà Linh Hân thì không biết hắn, còn đánh hắn mấy bạt tai. Cục tức này David Doãn nuốt không trôi. Sự kiện đánh nhau của Linh Hân ở trường chưa đến một ngày đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, càng khiến cho đám con gái thích thú hơn. Đó chính là anh chàng đẹp trai nào đó dùng một tay ôm bạn gái lên xe. Mọi người ơi, mau xem cái này đi. Là gì thế? Mấy nữ sinh cùng ký túc xá đang làm việc riêng, nghe thấy bạn của mình phấn khích nói thì bỏ ngang thứ trên tay, tò mò ngó qua. Cô nàng nào đó phóng to ảnh trong điện thoại lên, vừa quan sát cơ bắp của Nguyên Khải, vừa chật chật mấy tiếng rồi nói: anh chàng này đẹp trai, ngầu quá đi mất. Không biết là ai chụp được bức ảnh anh ấy bế bạn gái bằng một tay này. Bên dưới bình luận còn nói hai người họ cãi nhau gì đó. Bạn gái tức giận định gọi taxi, nhưng mà bị anh ấy bế ngược trở về. Đối với những cô gái thiếu nữ mới lớn, hành động cởi áo, trùm chân bạn gái rồi ôm về xe thế này, nó vừa bá đạo, vừa tinh tế, lại lãng mạn nữa. Họ kích động đến nỗi quên cả việc đang làm, túm năm tụm ba mà xem xét. Diễn đàn của trường luôn có những bài viết nổi tiếng như thế này. Sau một hồi dạo quanh trên đó, một vài người nhận ra Linh Hân. Giống Hoa Khôi, cổ khoa kinh doanh thế nhỉ? Mới giữa kỳ mà các khoa đã bình chọn danh hiệu Hoa Khôi rồi. Nằm cùng Linh Hân, vừa giàu có lại vừa xinh đẹp, học giỏi, nghiễm nhiên trở nên nổi tiếng. Chuyện cô đánh tên nào đó ở sân trường cũng bị mọi người kéo vào bàn luận. Quả là David bị người ta mắng cho không thể nào ngóc đầu lên được. Hắn nhìn chằm chằm mấy bình luận đang nhảy tưng tưng trên màn hình, nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận. Đến tận tối, Linh Hân mới nhận được tin nhắn từ bạn học. Này này, hôm nay cậu lại thêm nổi tiếng rồi nhá, Tiểu Hân. Sao thế? Cô có chút khó hiểu. Thì dạo trước vừa nhập học, đã cùng mấy chị gái Hoa Khôi bay lên trang đầu của trường, lọt top mấy sinh viên vừa giàu vừa đẹp. Nay lại tiếp tục được người ta chú ý rồi kìa. Không chỉ một bài mà tận hai bài nha. Linh Hân ôm gối tò mò mở ra xem. Là cảnh cô đánh David ở giữa trường. Hai là cảnh Nguyên Khải nâng cả người cô bằng một tay. Khi mà nhìn tấm ảnh của Nguyên Khải, cô không nhịn được phụt một tiếng, phun cả ngụm nước ở trong miệng ra màn hình máy tính. Họ chụp ảnh Nguyên Khải thì cũng thôi đi, lại còn đặc biệt phóng to, tập trung vào phần cơ bắp đằng sau lớp áo sơ mi của anh. Bình thường anh cũng hay đưa cô đến trường, sao không thấy họ điên cuồng như vậy nhỉ? Linh Hân không biết rằng trai đẹp chưa chắc đã gây sự chú ý, mà vừa đẹp trai, vừa có hành động gây đốn tim như Nguyên Khải thì lại khác. Hiệu ứng thực sự là rất kinh khủng. Cô cắn răng lướt thêm một lát, phát hiện thì ra là không chỉ hình ảnh của bạn họ, mà ngay cả video cũng được chỉnh sửa lên xu hướng luôn rồi. Ôi chào, mấy người này dòm ngó anh ấy sao? Cái gì đây? Khen đẹp trai được rồi, tại sao còn gọi anh ấy là chồng chứ? Ai mà chụp ảnh rõ nét thế này, lộ hết cả cơ bắp. Tấm này được đấy, tải về thôi. Miệng thì lầm bà lầm bầm, mắng con gái trong trường quá u mê,
nhưng tay thì thành thật, nhất chuột, rồi lưu ảnh vào máy, còn được biên cài làm hình nền. Bởi vì trong bài viết có người nhận xét cô và Nguyên Khải đẹp đôi, nên cô vừa buồn bực khi bị chụp trộm, lại vừa cảm thấy vui vẻ. Nghĩ thế nào, Linh Hân lại gửi các bài viết kia cho Nguyên Khải. Anh Khải, anh nổi tiếng rồi này. Mấy phút sau, cô nhìn thấy một tài khoản không có ảnh đại diện, lấy cái tên Nguyên Khải xuất hiện trong những bài viết đó, chỉ gọn gàng để lại dòng chữ. Tôi là vệ sĩ của cô ấy, không phải bạn trai, đừng đồn thổi lung tung. Nguyên Khải nghĩ rằng giải thích như vậy có thể dẹp được tin đồn bậy bạ về Linh Hân, trả lại cho cô sự trong sạch. Nào ngờ đâu lại gặp phản ứng dữ dội hơn bao giờ hết. Không biết có bao nhiêu người đã kéo nhau vào bấm like câu nói của Nguyên Khải, rồi suy diễn ra một câu chuyện tình cảm hừng hực lửa nóng giữa anh chàng vệ sĩ tuấn tú, ngoài lạnh trong nóng, và cô nàng tiểu thư xinh đẹp gợi cảm. Nguyên Khải cảm thấy trí tưởng tượng của những thiếu nữ này có hơi phong phú quá rồi. Anh thuộc tiếp người thực tế, anh biết bản thân mình thấp kém, không xứng đáng với một người như Linh Hân. Khi mà cô lại nhắc lời hứa cũ của họ, anh mới sực tỉnh, hóa ra cô nhớ rõ tất cả. Đúng vậy, anh sẽ chăm sóc, bảo vệ cô nửa đời còn lại, nhưng với vai trò là một chàng vệ sĩ. 7 năm trước, Linh Hân bị người ta bắt cóc, mang ra khỏi thành phố. Khi đó anh rất lo lắng, muốn đuổi theo đến tận nơi để cứu cô. Nhưng mà bởi vì bản thân còn chưa đủ kinh nghiệm, đi theo chỉ làm vướng víu, nên bị ba nuôi và chú bỏ lại. Anh còn nhớ như in bản thân mình phát hoảng vì chuyện đó, nhưng mà cô chỉ cười an ủi anh. Không sao, em quen rồi. Anh đừng trưng ra vẻ mặt như táo bón vậy. Em có tận 3 người anh trai, cho dù xảy ra chuyện gì thì họ cũng sẽ bảo vệ cho em cơ mà. Cô ngây thơ cho rằng việc bị bắt cóc không hề nguy hiểm. Nhưng Nguyên Khải thì biết rằng chỉ cần đối phương mất kiên nhẫn một chút thôi, cô có thể đối mặt với cái chết, thậm chí là càng nhiều điều tồi tệ hơn thế nữa. Nguyên Khải run rẩy nắm tay cô rồi lên tiếng nói. Sau này anh sẽ bảo vệ em, dùng cả đời để chăm sóc em. Đôi mắt to tròn của Linh Hân biểu lộ sự hoang mang rõ ràng. Mãi đến sau này, khi mà cô phát hiện ra bản thân mình thích anh rồi, cô mới thực sự xem trọng lời hứa năm đó, đem nó trở thành mục tiêu phấn đấu. Nhưng mà chẳng rõ tại sao, càng lớn anh càng giữ khoảng cách với cô. Câu giải thích của Nguyên Khải trở thành một nơi cho các thiếu nữ thể hiện sức sáng tạo. Có người còn viết cả một bài văn mấy trăm từ cho anh nữa. Anh thấy có chút phản tác dụng, vì vậy xóa tài khoản vừa đăng ký không lâu, tắt điện thoại, không muốn để tâm thêm nữa. Buổi tối, Linh Hân nhận được điện thoại của anh ba, Nam Cung Lân. Nghe nói em chặn số của anh hai, đúng không? Đúng, em chặn rồi. Ai bảo anh ấy chọc giận em nào? Bảo sao? Cả ngày hôm nay, anh ở công ty cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Mọi người còn nghĩ anh ấy gặp chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ. Nam Cung Lân cười trên nỗi đau của Tử Thiêm, sau đó thì hỏi thăm em gái. Thế đã mở chặn Nguyên Khải chưa? Em mở rồi. Từ lúc chiều trở về, cô đã mở chặn rồi. Cô còn chủ động nhắn tin cho Nguyên Khải, như thể là chưa từng có chuyện gì xảy ra cơ mà. Thôi được rồi, anh biết là em thích cậu ấy, nhưng mà cũng nên chừng mực một chút. Em nhớ rồi. Anh bà Nam Cung Lân là một người vô cùng tâm lý. Linh Hân thỉnh thoảng vẫn tâm sự những chuyện không thể nào nói cùng ai cho anh ấy biết. Hôm nay biên cô đang buồn bực, Nam Cung Lân gọi cho cô hỏi thăm, cảm giác ấm áp lan ra khắp người. Cô vui vẻ lên tiếng. Nếu anh hai được một phần của anh thì tốt quá rồi. Đừng nói to quá, anh hai nghe được là không xong đâu. Thì rõ ràng là như vậy mà, anh hai già rồi, khó tính lắm. Linh Hân vừa hô to xong thì cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa cộc cộc. Cô nói vào trong điện thoại. Chờ em chút nha, hình như có người đến tìm em. Cô xuống giường, lật đật chạy về phía cửa phòng, sau đó nhìn thấy khuôn mặt băng lãnh đầy buồn bực của anh trai. Tử Thiêm ôm con gấu bông thật to trên tay phải, tay trái xách theo một túi bánh mà Linh Hân yêu thích, khóe môi cong lên rất nhẹ. Em cảm thấy anh già rồi cho nên khó tính có đúng không? Em... Cô cứng đơ nhìn anh hai, sau đó vội vàng tắt điện thoại, cười hề hề.
Em có nói như vậy đâu. Chuyện này bất ngờ quá rồi, cô đỡ không nổi. Bình thường anh Tử Thiêm bận rộn đủ công việc, còn không thèm dỗ dành cô. Cùng lúc bảo Nguyên Khải mua gì đó thật ngon mang đến xem như là xin lỗi, nay còn mang cả người lẫn gấu và bánh ngọt đến cửa thế này. Tử Thiêm cảm thấy mình chẳng khác nào một tên hề, đều là do Nam Cung Lân bày trò. Nói cái gì mà chỉ cần làm thế, em gái sẽ hết giận dỗi. Đến lúc này rồi thì Tử Thiêm đâm lao đành phải theo lao thôi. Xin lỗi, anh không nên gây khó dễ cho Nguyên Khải. Nhưng hôm nay thật sự là cậu ta chủ động tìm anh, không phải anh muốn thế đâu. Sự chân thành của Tử Thiêm đã khiến cho Linh Hân phải bật cười thành tiếng. Cô ôm con gấu bông to hơn cả người vào trong lòng. Xem như anh có tâm. Tử Thiêm thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì mở chặn đi, anh không thể nào liên lạc được với em. Phải nói chuyện thông qua vệ sĩ phiền phức lắm. Ngỡ đâu mọi chuyện đã xong rồi, ai mà biết em gái lại bướng bỉnh như vậy cơ chứ. Không, em sẽ chặn anh thêm 2 ngày nữa. Tại sao? Anh nghe nói con bé đã làm hòa với Nguyên Khải rồi cơ mà. Vậy thì người không liên quan là anh, phải được tha thứ ngay chứ. Thì em thích thế. Cô lè lưỡi trêu Tử Thiêm, sau đó đóng cửa phòng. Tử Thiêm sâu sắc cảm nhận, em gái lớn thì khó giữ, còn chưa có gì với Nguyên Khải mà con bé đã cho anh ra rìa. Đây chính là phân biệt đối xử, có đúng không? Ôm con gấu bông to đùng vào trong góc phòng và đặt nó xuống thảm trải sàn xong, Linh Hân mới quay lại giường kiểm tra bình luận của Nguyên Khải. Mặc dù hụt hẫng trước hành động của anh, nhưng mà quả thật mối quan hệ giữa hai người không phải như dân tình đang đồn đoán, cô cũng chỉ đành chấp nhận. Cô biết rõ anh chàng ngốc nghếch này đang nghĩ gì. Đầu ngón tay lướt trên màn hình điện thoại, kéo mãi cũng không thấy câu giải thích kia đâu. Ơ, đâu rồi? Chẳng lẽ anh ấy còn biết sai rồi xóa nó đi sao? Cô tìm lâu như vậy cũng không tìm được, đành thôi. Họ chỉ vừa hòa hoãn sau một trận cãi vã, cô nghĩ vẫn nên điều chỉnh cảm xúc của mình thêm một chút. Buổi chiều hôm sau, Linh Hân mặc bộ váy dài trên đầu gối 2 cm, phía trên là áo crop top màu đen, hở vai gầy và phần bụng phẳng, rồi cô bước xuống lầu. Hôm qua thanh lịch, hôm nay thì năng động cá tính. Nguyên Khải chờ cửa, vừa nhìn thấy cách ăn mặc của cô liền đảo mắt thật nhanh, đầu lông mày nhúc nhích. Tiểu thư, bên ngoài trời vẫn còn rất lạnh đấy. Ẩn ý là mặc thêm áo vào đi. Cô thì không để tâm, nhìn nhiệt độ dự báo ngày hôm nay rồi lên tiếng nói. 19 độ, nắng ấm, không sao đâu. Nguyên Khải thật sự là rất muốn cởi áo ngoài trùm lên người cô như anh đã làm ngày hôm qua, nhưng anh lại không dám quá phận, đành nuốt lời muốn nói xuống. Khi mà chiếc xe màu bạc dừng lại trước cổng trường, Linh Hân liền trông thấy đám bạn của mình đứng gần đó. Có vẻ là họ đang chờ cô, hoặc nói chờ anh vệ sĩ nổi tiếng của cô. Người đàn ông vốn phải ở đằng sau trông trường cô, nhưng cô lại quay đầu dặn dò. Anh không cần đi cùng em vào trường đâu. Nếu có chuyện gì thì em sẽ lập tức gọi cho anh. Như vậy không được đâu. Thấy người đàn ông trong xe chuẩn bị bước xuống, Linh Hân gấp gáp viện cớ. Anh đi cùng em ngại lắm. Cơ thể Nguyên Khải hơi chững lại, sau đó ngồi về vị trí lái. Tôi hiểu rồi. Anh hiểu cái gì cơ? Thiếu nữ ngơ ra. Cô nói vậy là vì sợ đám bạn như lang như hổ của mình tấn công anh. Cô dám chắc là anh không hiểu đúng ý mình đâu. Có điều còn chưa kịp giải thích gì thêm, anh đã đeo kính đen vào, nhấn ga rồi đi. Đỗ xe trước rồi tính sau. Trong trường có khá nhiều bảo vệ, cô ở đó cũng sẽ an toàn. Linh Hân không hiểu tại sao thái độ của Nguyên Khải lại như vậy, gãi gãi má đầy ngượng ngùng rồi thong thả đi vào bên trong. Vừa nhìn thấy Linh Hân, mấy sinh viên cùng khóa lập tức hào hứng chạy lên vài bước. Này, anh vệ sĩ của cậu đâu rồi? Hôm nay anh ấy không đến à? Không, anh ấy có việc bận rồi. Biết ngay mà, sau sự việc hôm qua, Nguyên Khải đã lọt vào trong tầm ngắm của mấy cô gái khác. Trước giờ anh luôn luôn ở bên cạnh cô, ngoại trừ công việc thì đi tập luyện, ít tiếp xúc với phái nữ, cho nên cô cũng xem nhẹ sức hút của anh với người ta rồi. Không chỉ nữ giới thôi mà còn có nam sinh chạy đến hỏi Linh Hân. Vệ sĩ của cậu có người yêu chưa?
Anh ấy đúng gu tôi. Này, Linh Hân trợn mắt nhìn cậu ta. Bỏ ngay suy nghĩ đó đi, anh ấy có bạn gái rồi đấy. Cô phản ứng hơi dữ dội làm cho cậu sinh viên kia giật bắn cả người, đưa tay vỗ ngực đầy ẩn ý. Thì người ta cũng chỉ hỏi thế thôi mà. Hỏi cái gì mà hỏi chứ. Bây giờ cô đột nhiên nhận ra đầu đầu cũng là Tình Tịch. Khuôn mặt anh yêu nghiệt, cơ bắp săn chắc, không quá thô cũng không quá to, bờ mông cong, có thể hạ gục cả trai lẫn gái luôn sao? Cô sợ muốn chết, vội vàng nói xấu Nguyên Khải. Anh ấy có bạn gái rồi, hơn nữa là một người EQ thấp, khô khan, khó tính lắm. Vậy sao? Bạn Linh Hân nhìn cô bằng ánh mắt thâm sâu. Nhưng mà mình không để ý đâu, cái body cực phẩm đó, nếu là cho mình là mình sẽ ăn ngay, phải không nào Linh Hân? Cô nàng vừa nói vừa chọc chọc vào eo của Linh Hân, ý tứ quá rõ ràng. Hai gò má cô dần dần đỏ lên, người ngoài đều nhìn ra được sự xấu hổ trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ túm tụm trêu Linh Hân. Cô hừ một tiếng giả vờ đe dọa. Cậu muốn chết có đúng không? Ninh Khả Điềm cũng phối hợp làm ra vẻ sợ sệt. Ôi ôi, Nam Cung tiểu thư tức giận rồi đấy này, có phải là định xử lý mình không nào? Cậu coi chừng cái mông của cậu đấy. Linh Hân đưa tay định đánh người, nhưng mà Ninh Khả Điềm phản ứng rất nhanh đã né tránh. Cả đám người kéo nhau đi, Ninh Khả Điềm mới nói. Buổi tối mọi người định đi ăn rồi đi hát đấy, cậu có đi không Tiểu Hân? Mình đang trong thời gian bị cấm túc rồi. Vẻ mặt cô bất đắc dĩ. Một người khác nữa lại hỏi. Vậy bọn mình đến nhà cậu chơi có được không? Cậu ở nhà một mình chắc là buồn lắm nhỉ? Linh Hân trước giờ đâu có mời bạn về nhà, bởi vì ai nhìn thấy một dàn vệ sĩ mặc đồ đen túc trực quanh đó đều sợ đến mất mật. Hơn nữa mấy người bên trong, ngay cả người phụ trách làm vườn hay dọn rác cũng có máu xã hội đen. Nhưng mà cô vẫn muốn được giải trí, ở nhà mãi sắp mọc nấm rồi, vì vậy cô đồng ý. Tổ chức tiệc nướng ngoài trời thì thế nào? Ninh Khả Điềm cười cười. Đồng ý ngay, để mình gọi thêm một người bạn cũ cho đông vui nha. Bạn á, là ai? Linh Hân tò mò. Cô nàng kia đáp. Lúc nhỏ có từng quen biết, sau này cậu ấy đi du học, cũng chỉ vừa về nước được một thời gian thôi. Ờ, cũng được. Cô không biết người kia là ai, trong đầu chỉ lo nghĩ làm thế nào để giấu họ chuyện nhà cô là xã hội đen. Dù ba đã từ bỏ những việc làm trái pháp luật từ lâu rồi, có điều máu giang hồ của mấy ông chú ở Nam Cung gia còn sôi sục, không có việc gì làm lùi nhau ra chơi đấu vật, mặc đồ đen giữa trời hè nắng nóng rồi thi chạy, thực sự là có chút kỳ cục nha. Linh Hân gọi điện thoại về nhà dặn dò lúc lâu, bảo mọi người chuẩn bị đón tiếp bạn của mình. Cấm tiệt ai dám làm chuyện quá khác thường, sau đó thì vui vẻ lên lớp. Cùng lúc này, Nguyên Khải đỗ xe đã quay trở lại, đứng bên ngoài phòng học quan sát Linh Hân. Bởi vì là cô không thích tiết học này cho nên chưa qua nửa tiết đã bắt đầu gật gù. Anh nhìn đồng hồ, bấm điện thoại một chút rồi cất đi. Đến khi mà Linh Hân cùng bạn bè ra ngoài, Nguyên Khải trực tiếp lái xe rồi bước xuống. Cô dặn anh ở đằng xa một chút mà anh không thèm nghe, chỉ lo mang mấy túi nước đến cho cô. Dùng chất giọng bình tĩnh, anh nói. Tiểu thư vất vả rồi. Sau đó đặt vào tay cô một ly nước mình vừa đặt mua, không chỉ riêng cô mà các bạn học của cô cũng có phần. Linh Hân hơi ngượng ngùng khi mà bị ánh mắt mờ ám của đám bạn quét qua. Cô nói rất nhanh. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho mọi người, hẹn tối nay gặp lại nha. Vừa dứt lời, cô túm bàn tay mang theo vết chai của Nguyên Khải chạy trối chết ra khỏi đó. Anh lên xe vẫn như trước, không cảm thấy đã làm gì sai. Còn cô thì phụng phịu mắng anh. Sao anh không chịu nghe lời thế? Nguyên Khải lập tức giải thích. Tiết học đó có vẻ chán, tôi lo tiểu thư sẽ khát. Cơn tức giận đang xông lên não của cô gái nhỏ lập tức trôi tuột ra ngoài. Hóa ra là anh quan tâm cô đến như vậy. Cô vui vẻ ngậm ống hút, bẽn lẽn mãi. Về đến nhà rồi còn chưa uống được mấy ngụm, cô cầm túi sách rồi lên tiếng. Tối nay bạn em đến chơi, anh giúp em chuẩn bị bữa tiệc nướng ngoài trời nha. Được rồi, giờ tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Anh lái xe rời đi, thừa hiểu khẩu vị của cô như thế nào.
Đêm đến, Linh Hân dặn người ở trước cổng biệt thự đón bạn mình. Nam Cung gia không thể nào đi loạn lung tung, ai biết mà dẫm phải bẫy dập gì đó thì có trời mới cứu được thôi. Bảy người, ba nam bốn nữ tụ tập ở đây, khi mà nhìn thấy căn nhà với kích cỡ của một tòa lâu đài trước mặt, họ mới ý thức được, hóa ra người ta đồn thổi Linh Hân nhà giàu là không sai. Mà nói chỉ đơn giản là giàu thì cũng không đúng, phải nói rất rất giàu mới đúng. Ninh Khả Điềm khoa trương trợn hết cả mắt lên. Tôi nghĩ chúng ta đi nhầm chỗ rồi. Ừ, tôi cũng thế. Đám sinh viên này biết gia đình cô giàu có, là tiểu thư thứ thiệt, nhưng mà tòa lâu đài trước mặt họ làm cho họ cạn cả ngôn từ. Một chàng trai trong nhóm thản nhiên lên tiếng. Căn biệt thự này không quá đắt như mọi người nghĩ đâu. Người tới không ngờ lại chính là David. Hắn ta chẳng xa lạ gì mấy căn biệt thự kiểu như vậy, không hiểu lăn lộn thế nào mà dính vào đám người quê mùa này. Nếu không phải Minh Khả Điềm nói rằng sẽ đến nhà của Linh Hân thì hắn ta còn lâu mới tham gia. Sự xuất hiện của David làm cho Linh Hân đang hừng hực khí thế ỉu xìu ngay lập tức. Cô hỏi Ninh Khả Điềm, đây là người bạn mà cậu nói đấy à? Ừ, đúng vậy, nhà cậu ấy cũng giàu lắm đấy. Ai mà quan tâm nhà hắn ta có bao nhiêu tiền, bộ cậu không nhìn thấy mấy bài viết trên diễn đàn sao? Ngày hôm đó tớ và hắn ta đã đánh nhau đấy. Cô vẫn còn chưa quên chuyện cũ. David nhún vai tỏ vẻ không bận tâm, mật giày đi đến chỗ thịt nướng, thản nhiên bắt đầu huýt sáo lật lật những que thịt. Linh Hân định xông lên cho hắn ta một đạp, Khả Điềm đã giữ cô lại rồi khuyên nhủ, thôi mà, trước lạ sau quen, cứ thử làm quen xem thế nào đã. Nể tình Ninh Khả Điềm cầu cạnh, Linh Hân nhịn xuống cục tức không gây sự với tên đó nữa. Cùng mọi người ngồi xuống nói chuyện, nhưng đến khi mà cô chuẩn bị ăn thử mẻ thịt nướng đầu tiên, một bàn tay vươn ra cướp mất, rồi mặc kệ hơi nóng mà cho luôn vào trong miệng chạy biến đi. Này, bị thần kinh à? Tên đáng ghét. Linh Hân ghét bỏ nói. Cô gắp thử một miếng cho vào trong miệng, kết quả vừa nhai đã cảm thấy một mùi cực kỳ hăng xộc lên mũi. Đây là mù tạt sao? Tên David này cố tình chơi cô rồi. Cô ho sặc sụa, cầm chai nước trên bàn uống mấy ngụm, sau đó thì đuổi theo David hét lên, cậu chết với tôi tên kia. Hai người ở trong sân chơi đuổi bắt làm cho mọi người cười muốn ngất xỉu. David nhìn vẻ mặt tức giận của Linh Hân thì vô cùng hào hứng, ai biết đang chạy sồng sộc thì không cẩn thận vấp một cái. Linh Hân đang đà tiến tới cũng không tránh kịp mà đụng mạnh vào người của hắn ta, cả hai ngã lăn quay dưới đất. Linh Hân lùm cùm bò dậy, phát hiện ra mình đang ngồi trên bụng của David, tư thế vô cùng mờ ám. Lúc này trên đỉnh đầu cô truyền đến giọng nói mang theo giá lạnh của Nguyên Khải. Hai người đang làm gì đấy, tiểu thư? Nghe thấy tiếng kêu đầy đau đớn của David, Linh Hân mới nhận ra mình ngã trên người anh ta như vậy đã làm anh ta bị thương rồi. Cô vội vàng bò sang bên cạnh, ngồi chồm hổm ở đó mà không biết phải trả lời thế nào. Cô cảm giác hình như là anh Khải đang giận cô. Hiếm khi nào thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu như vậy. Nhưng mà cô có làm gì đâu, nên mở miệng nói thế nào đây? Đang trong lúc Linh Hân rồi rắm, David cũng bò dậy từ dưới đất, phủi phủi bụi trên người rồi liếc nhìn cô lên tiếng. Cô đi đứng kiểu gì đấy? Linh Hân trừng lại. Cậu muốn bị đè ra đánh nữa có đúng không? Đám bạn của cô cũng túm tụm về phía bên này, hỏi han họ xem là có làm sao không. Ninh Khả Điềm trông thấy chàng vệ sĩ của Linh Hân đang mặc áo sơ mi, quần Tây Âu thì mắt phát sáng, đám con gái khác cũng vậy luôn. Body của anh chàng này khiến họ quên mất việc David vừa ngã chổng vó. Nguyên Khải mang thêm rau, hoa quả đến chỗ của bạn họ, nào ngờ đâu nhìn thấy một màn gai mắt. Anh đặt đĩa hoa quả lên tay của một cô gái đứng gần, rồi trực tiếp kéo Linh Hân đang ngồi dưới đất, giả vờ tàng hình đứng dậy. Tiểu thư cứ tiếp tục đi, tôi chỉ hỏi đơn giản như vậy thôi. Tiếp tục gì chứ? Em vô tình ngã lên người cậu ta thôi mà. Cô nói một nửa thì bị anh nhìn chằm chằm rụt cổ lại, giọng nhỏ dần theo thời gian. Một cô gái đứng cạnh vẹn lẽn lên tiếng. Linh Hân,
Mình thấy anh vệ sĩ của cậu cũng đang rỗi. Hay là kéo anh ấy vào đây chơi cùng đi. Đúng đấy, người ta đi theo bảo vệ cho cậu suốt ngày, nên cho người ta nghỉ ngơi thư giãn một chút chứ. Đối với những lời mời mọc như thế này, cô Thành Nguyên Khải từ chối luôn. Bình thường anh ấy không thích tụ tập đông người đâu. Cô vừa nói xong thì thấy Nguyên Khải liếc về phía của mình một cái, giọng rất bình tĩnh. Thỉnh thoảng vẫn nên thư giãn một chút. Thấy anh đồng ý vào cùng, đám con gái phấn khích muốn chết, vừa lôi vừa kéo anh đến bên bàn. Từ khi mà Nguyên Khải xuất hiện trong sân vườn, David cứ liên tục quan sát đánh giá anh. Tuy rằng ngoài mặt anh không thể hiện ra, nhưng mà trong lòng rung lên hồi chuông cảnh báo. Chắc chắn tên này có ý đồ đen tối với Linh Hân. Lý nào hôm trước họ còn va chạm nảy lửa, mà hôm nay hắn ta đã có mặt ở nơi này chơi đùa cùng cô. Nói lòng hắn ta không mang âm mưu thì ai mà tin được cơ chứ. Phía xa xa trong căn biệt thự, chỉ cần là nơi nào đó có thể quan sát sân vườn, đều đầy người chen chúc. Mấy ông chú vệ sĩ thay phiên nhau nhìn rồi báo cáo tình hình cho người bận trực. Tôi cảm thấy nếu Nguyên Khải mà không nhanh chân lên thì tiểu thư sẽ bị thằng nhóc kia tán đổ đấy. Ông cũng nghĩ thế à? Thì tôi đã nhìn tiểu thư lớn lên, không thể nào để cô ấy gả ra ngoài được. Ít nhất nếu gả cho Nguyên Khải thì cô ấy vẫn ở đây cùng chúng ta. Chỉ riêng mấy chú vệ sĩ, những cấp dưới cũ của ba cô đã quan tâm đến tương lai của cô như vậy, nói gì anh trai và ba mẹ Linh Hân. Nam Cung gia chỉ có duy nhất một đứa con gái, khó mà để cô gả đi, nhất định họ sẽ và phải bắt rể thôi. 80% người ở đây đều biết tiểu thư nhà mình thích Nguyên Khải. Nguyên Khải chắc cũng nhận ra chuyện này từ lúc nào rồi, vậy mà cứ giả vờ không biết, rốt cuộc là tại sao chứ? Chắc là ngại thân phận rồi. Ôi dào, phu nhân cũng đâu có thân phận gì đặc biệt đâu, miễn yêu thương nhau là được rồi, sợ gì không được ủng hộ chứ. Nói thì có vẻ rất đơn giản, nhưng Nguyên Khải cảm giác bản thân mình đứng bên cạnh chỉ xứng đáng là vệ sĩ của Linh Hân, sẽ có bao nhiêu người ủng hộ anh đây. Anh ngồi im lặng ở bên cạnh mấy sinh viên, họ hỏi anh đủ thứ về công việc, về bản thân, nhưng quay đi quẩn lại dường như ngoài ở bên cạnh Linh Hân và tập luyện, anh chẳng có sở thích gì đặc biệt. Bình thường anh thích làm gì ạ? Bảo vệ tiểu thư. Ngay cả ngày lễ sao? 24/7. Anh nhìn về phía của Linh Hân đang cặm cụi ăn ở đối diện mình. Thế anh thích làm gì nhất? Anh khó lòng trả lời được câu hỏi đó, chỉ thích ở bên cạnh cô thôi. Thích nhìn cô làm đủ thứ trò nghịch ngợm rồi ra tay xử lý khi mà Linh Hân gặp rắc rối. Chuyện này nói ra chẳng khác nào thừa nhận đoạn tình cảm giữa hai người, cho nên Nguyên Khải chọn im lặng. Quan sát một lát, Ninh Khả Điềm nhạy cảm nhận ra điều gì đó thì cười trêu. Anh có bạn gái chưa? Linh Hân còn nói với tụi em là anh có bạn gái rồi đấy. Lúc này Nguyên Khải cảm nhận được có ai đó lén lút đá nhẹ vào bắp chân của mình. Không cần nói, chắc chắn là tiểu thư rồi. Chưa. Linh Hân lại hành động thêm một cái mạnh hơn, ánh mắt cảnh cáo bắn thẳng về phía anh. Anh sửa miệng. À, chưa định công khai. Vậy là có bạn gái thật rồi sao? Mấy cô gái thất vọng một chút cũng hiểu ý, ngồi nhích ra xa. Lúc này Linh Hân mới hài lòng mỉm cười, nụ cười mang theo một chút đắc ý, một chút trẻ con. Không hiểu mọi người đưa đẩy thế nào, David đang cách Linh Hân khá xa thì đột nhiên đổi vị trí ngồi bên cạnh cô. Cô thu lại nụ cười, tức giận đẩy ghế của hắn ta. Đi chỗ khác mà ngồi. Khuôn mặt đẹp trai của David hiện ra tia khinh thường. Tôi ngồi đây để tiện nướng thịt thôi. Cô nghĩ rằng tôi cố tình đến gần cô đấy à? Đối với cái da mặt siêu dày, siêu cấp dày của David, Linh Hân không thể nào làm gì, chỉ biết cắn môi chừng hắn, tay khua lên dọa đánh. Nếu ở đây mà chỉ có hai người họ thì cô chắc chắn sẽ quật ngã hắn và cho hắn biết thế nào là mùi vị của đau khổ. Cô gái ngồi bên cạnh Nguyên Khải thấy họ cứ chừng qua chừng lại thì che ngực mà nói. Hai người đừng có mà liếc mắt đưa tình. Trời ơi, tôi là cậu độc thân đấy nhá. Ai thèm liếc mắt đưa tình? Cả David và Linh Hân đồng thanh lên tiếng,
còn quay sang nhìn cô bạn kia một lúc lâu. Mặc dù mọi người đều biết bọn họ vừa gặp liền xảy ra hiểu lầm, nhưng người xưa có câu không đánh nhau không quen biết, trông họ còn rất đẹp đôi, vì vậy mỗi người thêm một câu trêu chọc. Linh Hân càng xấu hổ, David càng thích chí nở ra nụ cười. Chỉ nhìn vào ngoại hình và cách họ tương tác với nhau thì thật sự rất giống một đôi tình nhân mới yêu. Nguyên Khải ngồi im một chỗ không lên tiếng, cả người giống như tỏa ra khí lạnh, làm cho mấy cô gái đều thấy sởn gai ốc. Anh khó chịu, muốn bẻ cổ thằng nhóc đối diện lắm rồi. Nếu như anh đánh hắn ta gãy vài cái răng, hắn ta còn dám cười cái kiểu khiêu khích trước mặt anh nữa không? Nếu như Nguyên Khải lột đồ hắn ném ra ngoài đường cho mọi người vây xem, hắn ta còn dám ngông nghênh nữa không? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Nguyên Khải, tất cả đều liên quan đến việc xử lý David. Anh gần như không ý thức được mình đang ghen tức, chỉ là cảm thấy hắn ta có ý xấu với tiểu thư, người mà anh phải bảo vệ thật tốt. Trong mắt của Nguyên Khải, những hành động hiện tại của bọn họ quá mức thân thiết. David giống như tìm được thú vui mới sau nhiều ngày nhàm chán. Cứ hễ Linh Hân nhắm trúng miếng thịt nào là hắn ta sẽ nhanh tay giành lấy, rồi đắc ý cho vào trong miệng. Không phải ai cũng có tính kiên nhẫn. Linh Hân tát vào vai của David một cái thật mạnh. Cậu có thôi đi không? Sao mà cứ ra sức giành thịt của tôi thế? Tôi không hề cố ý mà. David dùng đũa gắp vào bát của cô mấy miếng thịt liền, sau đó thì cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng trắng đều đều, khuôn mặt có chút gian xảo. Chả này, cô ăn đi. Cô cúi đầu nhìn bát của mình, có hơi khựng lại mà nói. Cậu dùng đũa của cậu gắp thức ăn cho tôi mà bảo tôi phải ăn sao? Ăn kiểu gì? Không phải cô chê bẩn, nhưng thật sự không quen chút nào. David cũng vì đùa giỡn nên chưa nghĩ tới, hơi ngượng ngùng vươn tay ra lấy lại số thịt đó. Nguyên Khải nhân cơ hội gắp cho cô một bát toàn là thịt, cũng dùng đôi đũa đang ăn dở của mình luôn. Mọi người đều quay ngoắt sang nhìn ba người. David tức giận lên tiếng. Anh dùng đũa của anh gắp cho cô ấy, cô ấy sẽ em... Cảm ơn anh nha. Linh Hân nói xen vào, cắt ngang lời của David, sau đó thản nhiên tiếp tục ăn uống. Cái này cũng không thể nào trách David. Từ nhỏ Linh Hân đã cùng lớn lên với Nguyên Khải, bọn họ nắm tay thì cũng nắm rồi, ôm thì cũng ôm rồi, hôn má cũng xong xuôi, chỉ còn thiếu bước hôn môi, lăn giường là có thể làm đám cưới. Cho nên Linh Hân không sợ ăn chung đũa với người khác bẩn. Cho nên Linh Hân không sợ ăn chung đũa với người khác sẽ bẩn, mà phải xem người gắp thức ăn cho cô là ai mới đúng. David nghẹn một hơi trong lồng ngực, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt hai người va chạm tia lửa. Nguyên Khải lần đầu tiên cảm thấy bản thân mình cũng có một mặt trẻ con thế này, anh muốn cho hắn ta biết khó mà lui đi. Bàn ăn lập tức chìm trong không khí đầy mùi thuốc súng. Linh Hân chậm chạp nhai xong miếng thịt, nhìn hai người họ bằng ánh mắt khó hiểu. Cho là do Nguyên Khải làm David bị muối mặt cho nên họ mới như vậy thôi. Ninh Khả Điềm cố gắng vãn hồi tình thế. Chúng ta tìm gì đó chơi đi. Được đấy, chúng ta chơi sai khiến đi, có thăm không? Ai bốc được thăm số không thì làm vua, những người còn lại phải nghe lời vua nha. Mọi người hào hứng muốn chơi game, tạm thời giúp tình hình bớt căng thẳng hơn một chút. Trò chơi này chắc chắn sẽ mang đến cho họ rất nhiều kích thích đây. Nguyên Khải không có hứng thú với mấy trò chơi trẻ con thế này, nhưng bây giờ đứng lên rồi đi thì lo lắng Linh Hân sẽ bị tên cầm thú kia dụ dỗ, anh đành nhịn xuống. Một người rời khỏi chỗ ngồi, đi tìm giấy và bút làm thẻ rồi quay trở lại. Lúc đó Linh Hân đã ăn no và buông đũa. Trước kia chưa lên đại học thì không có mấy bạn, bởi vì những người gia đình khác cấm con họ đến gần cô. Bây giờ tìm được vài người bạn không vì gia thế xa lánh cô cảm thấy rất vui. David đưa tay sang chỗ của Linh Hân. Cô không hiểu hắn ta định làm gì, nhướng mày nhìn David. Chỉ nghe thiếu niên cười rồi lên tiếng. Tôi biết xem chỉ tay đấy, cô có muốn xem không? Nghe chẳng đáng tin gì cả. Cô có chút ngờ vực nhưng vẫn xòe lòng bàn tay ra. Tên David này quả thật rất giỏi tán gái, nhân lúc mọi người đang nói chuyện đã lặng lẽ lừa được cô.
Hắn ta nắm lấy những ngón tay mềm mại của cô, còn chưa kịp cảm nhận gì thì ở bên kia, Nguyên Khải đột nhiên đứng dậy. Mặc dù mọi người đã nghe nói anh có bạn gái, nhưng mà khi anh thẳng lưng bước đi, họ vẫn khó lòng nhịn được mà ngước mắt nhìn theo bóng lưng của Nguyên Khải. Áo sơ mi trắng phẳng phiu trên người ôm lấy thân hình cao lớn, làm cho mấy cô sinh viên phải nghĩ lung tung. Nguyên Khải đến chỗ của David, sau đó vươn bàn tay to của mình kéo lấy tay hắn ta và nói: "Tôi cũng muốn xem chỉ tay, nhưng tôi lại không xem cho đàn ông rồi." David cảm giác một hơi lửa giận xông lên, nhưng nghẹn trong lồng ngực. Tên vệ sĩ này cứ liên tục phá rối, chắc chắn đã nhìn ra hắn ta muốn tiếp cận Linh Hân rồi. Nguyên Khải lại lạnh giọng lên tiếng hỏi: "Xem chỉ tay mà còn phân biệt nam nữ sao?" "Tôi muốn xem thế nào là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?" Đối với thái độ có chút cộc cằn của David, Nguyên Khải không nói gì nhiều. Anh cúi xuống nắm lấy cái ghế mà hắn ta đang ngồi, dùng lực bê cả người David. David nào gặp ai có sức trâu thế này đâu, hoảng hồn bám chặt vào thành ghế. Một đám người mở to mắt nhìn Nguyên Khải bưng cả người David và cả ghế sang chỗ khác mà thầm giật mình. Một cô gái lên tiếng: "Không hổ danh là vệ sĩ của nhà giàu có, lực tay của anh ấy mà đấm người thì chắc chắn nhập viện mất thôi." Chàng trai bên cạnh cũng phụ họa theo: "Tôi nghĩ mình không chịu được một cái tát của anh ấy." Nguyên Khải tỏ vẻ chuyện này rất bình thường. Anh kéo cái ghế trống ở phía sau tới, ngồi xuống bên cạnh Linh Hân. Lúc này cô vẫn còn đang dùng ánh mắt thích thú nhìn chàng vệ sĩ của mình. Cô nghiêng người sang, nhỏ giọng nói vào tai của anh: "Có phải anh đang ghen rồi đúng không?" Cô rốt cuộc hiểu tại sao vẻ mặt của anh cứ như là chuẩn bị lấy mạng người ta. Thêm một loạt hành động vừa rồi, không ghen mới là lạ đó. Anh đánh chết thì vẫn cứ cứng miệng mà đáp: "Tôi cảm thấy chỗ ngồi này tầm nhìn tốt hơn." Mọi người liếc mắt quan sát hồ bơi và vườn hoa sau lưng của Nguyên Khải. Tuy rằng không nói gì, nhưng mà trong lòng đều hiểu rõ. Nếu ngồi ở vị trí cũ mới là tầm nhìn tốt mà, anh trai. Anh biện lý do quá là vô lý rồi. Bị người ta ném sang một bên, David bực bội: "Này, anh đối xử với khách như vậy đấy à?" Nguyên Khải nghe cái tên này nói chuyện thì khó chịu, thực sự là muốn dùng băng dính dán cái miệng của David vào. "Cậu không phải là khách của tôi." Khuôn mặt ngàn năm không đổi của anh nhờ có David mà trong vài phút đã thay đổi liên tục. Ban đầu là lạnh lùng, sau đó là khó chịu, ghen tức, cuối cùng ánh mắt thể hiện rõ sự thù địch. "Đúng thật là David đến đây làm khách, mà là khách của Linh Hân, chẳng liên quan gì đến Nguyên Khải. Cho nên khi bị anh vặn lại, David ngớ người ra." "Anh nói gì?" Nguyên Khải lười trả lời, ở bên cạnh dùng khăn ướt đặt vào lòng bàn tay của Linh Hân. "Tiểu thư lau tay đi." "Em đã lau rồi mà." Vừa nãy cô ăn xong đã lau tay mấy lần, nhưng mà khi ngẩng đầu trông thấy vẻ mặt bắt buộc phải lau thêm của Nguyên Khải, cô ngậm miệng thành thật ngồi đó mà lau tay. David thì tức đến nổ đom đóm mắt. Đây là đang cố tình chê tay mình bẩn sao? Hắn ta mới nắm lấy đầu ngón tay của Linh Hân chưa được 5 giây đã bị chặn ngang rồi, có được không? Thấy hai người họ cứ tranh nhau thể hiện tình cảm với Linh Hân, Ninh Khả Điềm không nhịn được mà lên tiếng: "Thôi được rồi, chúng ta dọn dẹp một chút đi, chuẩn bị chơi game nhé." Linh Hân đưa tay chặn lại: "Không cần đâu, để tớ gọi người dọn giúp cho." Cô cầm điện thoại lên, gọi người giúp việc, dặn dò vài câu. Là sau có hai chị gái mang khay ra giúp họ thu dọn tất cả. Trong suốt quá trình này, cái tên đi tìm lá thăm vẫn chưa quay lại. Đợi đến khi mà trên bàn chỉ còn lại mấy cốc nước, cậu ta xuất hiện vẻ mặt xấu hổ: "Xin lỗi nha, chỗ này to quá, tớ đi một hồi thì lạc mất. May mà có một chú tốt bụng đưa tớ quay về đây đấy." Sau khi mọi người cười một trận, cậu ta đem hộp lá thăm bằng gỗ ra rồi lên tiếng nói: "Thôi được rồi, bắt đầu đi." Vòng đầu tiên bắt đầu trong sự hồi hộp. Người rút được thăm đầu tiên đó chính là Ninh Khả Điềm. Cô nàng cười dịu dàng: "Làm vua rồi nha. Vòng đầu tiên cho nên tôi sẽ nhẹ nhàng thôi. Số 1 và số 5 ôm nhau một cái." Nguyên Khải nhìn số trên tay mình, đột nhiên cứng đơ cả người. Sau đó anh ngẩng đầu
để xem ai là số 5. Ai là số 1, ai là số 5 thế? Tôi số 5. David vứt lá thăm lên bàn. Trò trẻ con gì đây chứ? Nguyên Khải cũng không chịu được, đặt lá thăm lên bàn. Mọi người nhìn con số của hai người, giữ khóc giữ cười. Ông trời dường như cũng muốn chơi khăm hai người đàn ông. Vừa rồi đấu đá, nảy lửa, bây giờ thì bị Ninh Khả Điềm bắt ôm nhau. Cả hai đều không nguyện ý, nghe đến chuyện ôm một tên đàn ông, làm da gà da vịt thi nhau nổi lên. Mặt David so với Táo Bón còn khó coi hơn. Hắn ta lên tiếng. Không được, đổi sang yêu cầu khác đi. Nhưng Ninh Khả Điềm vẫn rất cứng rắn. Nếu đã chấp nhận chơi thì phải chịu chứ. Còn nếu không chịu được thì cậu chơi làm gì? Mọi người đang vui mà không khí bị cậu phá hỏng rồi đấy. Linh Hân cũng tà ác nói thêm. Có chơi có chịu, làm đàn ông là không được bỏ cuộc như vậy. Nghe lời của Linh Hân, Nguyễn Khải đang chuẩn bị mở miệng từ chối việc ôm ấp David cũng cắn răng nhịn xuống. Anh đứng dậy đi về phía của David, làm hắn ta sợ hết hồn, tựa sát lưng vào ghế. Anh định làm gì? Không hiểu sao, Nguyên Khải càng đến gần, David lại càng thấy sợ. Hắn ta hét ầm lên, định đứng dậy bỏ chạy. Không, đừng lại đây. Chồng David bị Nguyên Khải một tay tóm được, ôm từ đằng sau. Mà Linh Hân phụt cười, nước trong miệng cũng suýt nữa phun ra. David gào lên. Đau, đau quá, tôi sẽ lấy mạng anh đấy. Nguyên Khải dùng hai tay ôm siết lấy David. Nếu người có kinh nghiệm nhìn thấy sẽ biết đây là một đòn khóa, một tư thế ôm để giữ từ đằng sau khi mà chế trụ kẻ thù. David muốn cũng rất khó để thoát được. Anh siết hắn ta một phát, sau đó ung dung thoải mái trở về chỗ ngồi. Còn hắn ta thì đau khổ nằm bẹp dưới nền cỏ xanh mướt, miệng há to thở hổn hển. David tức giận bật dậy từ dưới đất rồi lên tiếng nói. Trở lại đi. Một vòng bốc thăm mới lại được bắt đầu. Ninh Khả Điềm lần nữa được làm vua. Cũng không biết cô nàng tại sao có thể may mắn đến như vậy. Liếc nhìn về phía David rồi lên tiếng. Số 2, nắm tay số 3, 10 giây. Sắc mặt David lúc này có thể so với đáy nồi, đen không thể nào đen hơn được nữa. Hắn ta tiếp tục bị dây vào cái trò chơi khốn kiếp này. Nếu đối phương là con trai, vậy David sẽ cắn lưỡi mà tự vẫn cho xong. Linh Hân cúi đầu nhìn thẻ gỗ có đánh số 3. Đang định lên tiếng thì Nguyên Khải ở bên cạnh đột nhiên luồn tay xuống dưới bàn và cướp lấy nó. Là tôi. Nghe Nguyên Khải nói như vậy, David tức đến nỗi chửi thề. Mẹ nó chứ, các người đang cố tình chơi tôi có đúng không? Hắn ta nghĩ đám người này đang hùa vào để trêu mình, nhưng mọi người đều từ chối. Nhưng mọi người đều chối bay chối biến. Ninh Khả Điềm nói một câu giảng hòa. Thôi mà, ban nãy cũng ôm rồi, bây giờ nắm tay 10 giây có làm sao đâu. Phải đấy, David, cậu đàn ông lên một chút có được không? Nguyên Khải bất ngờ hùa theo. Cũng chỉ là trò chơi thôi mà. Anh đặt tay lên bàn, ngoắc David một cái, nhìn cơ bắp ẩn hiện phía lớp áo của anh. David nuốt nước miếng. Anh để yên tay ở đó, tôi sẽ tự nắm. Hắn ta run rẩy đưa cái tay trắng trẻo của mình ra. Khi mà tay hai người đặt chung một chỗ, mọi người phấn khích quên tất cả. Trông màu da đối lập giữa hai người đúng là một màn bỏng mắt. Linh Hân kéo kéo ống tay áo của Nguyên Khải, ý bảo anh đừng quá tay. Nhưng mà khi David vừa nắm lấy mấy ngón tay của Nguyên Khải, anh đã dùng lực mà bóp mạnh. Mặt David đỏ cả lên vì đau. Người ngoài lại nghĩ rằng anh đang ngượng ngùng. Mẹ kiếp, cái tên Nguyên Khải này là cố tình. 10 giây trôi qua, David ôm bàn tay đỏ ửng vì bị siết về, đặt trong lòng vuốt vuốt. Vòng thứ 3 bắt đầu, ai nấy đều vô cùng hào hứng. David hết xui xẻo rồi, rút được lá thăm làm vua. Ông trời tạo cho hắn ta cơ hội để trả thù rồi đây. Hắn ta lén liếc nhìn số của Nguyên Khải là số 4, nhỏ giọng hỏi chàng trai bên cạnh. Số mấy? Tôi số 6. David cười phá lên, sau đó đứng bật dậy, hai mắt tóe lửa. Số 4 và số 6 hôn nhau. Hôn môi nha, nhanh lên. Cả đám người đều ngây ngẩn, bởi vì cái này hình như có chút vượt qua giới hạn của trò chơi. Họ có phản ứng, tỏ ra không ổn thì David lại nói. Các người có chơi có chịu, hôn hay là không hôn nào?
Nguyên Khải rốt cuộc nhíu mày, anh tuyệt đối sẽ không hôn một chàng trai đâu. Người ngồi bên cạnh David bất ngờ nói, ôi, không phải tôi là số 9, tôi nhìn ngược. Khả Điềm lên tiếng hỏi, thế ai là số 6? Lúc này Linh Hân mới vô cùng xấu hổ đặt lá thăm của mình lên bàn, giọng lý nhí, là tớ số 6. Chẳng ai nghĩ đến việc lại xảy ra cơ sự thế này. Ban đầu David là muốn trả thù Nguyên Khải, cho nên cố tình gian lận hỏi số của tên ngồi bên cạnh, nào ngờ đâu cậu ta mắt nhắm mắt mở nhìn ngược hướng, bị nhầm lẫn. Cơ thể của Nguyên Khải cứng đơ, anh siết chặt nắm tay đến nỗi gân xanh nhảy nhót. Linh Hân mặt mũi ửng hồng như quả cà chua chín, trông hết sức đáng ngờ. Nhận ra việc này, David lập tức thu lại câu lệnh kia. Không cần nữa, chờ đến đây thôi. Hắn ta cảm thấy chính mình đã đi quá xa, mọi người đều biết chuyện hôn môi có chút tế nhị, vì vậy không bắt ép làm gì nữa. Nguyên Khải lên tiếng. Được rồi, đến đây thôi. Anh không dám nghĩ đến chuyện sẽ môi kề môi với Linh Hân. Kể cả khi mà cô trúng thuốc bó lên người anh cũng nhịn xuống cảm giác dạo dựng trong lòng. Bọn họ sinh ra thân phận đã là một trời một vực. Nguyên Khải nghĩ rằng chơi đủ rồi, anh nhúc nhích đứng dậy, nhưng tay đột nhiên bị kéo trở lại. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bao gồm mấy ông chú đang quan sát bọn họ từ đằng xa, Linh Hân nghiêng người, nhắm thật chuẩn rồi hôn lên môi của Nguyên Khải một cái. Cái cảm giác mềm mềm trên môi làm cho anh bị sốc. Anh không nghĩ cô dám làm như vậy. Đôi mắt thiếu nữ lấp lánh ý cười thẹn thùng. Từ góc độ của anh có thể nhìn rõ được khóe môi cô đang cong lên. Một tay Linh Hân đè lên bắp đùi của Nguyên Khải làm cho anh không kiềm chế được bản thân mình, ít hầu giật giật. Cả bàn ăn im thin thít, nơi nào đó lại giống như phát rồ. Mù mắt tôi rồi, tôi vừa nhìn thấy cái gì thế này? Mau tát tôi một cái đi. Một ông chú quá khích nói với người bên cạnh. Một tiếng chát vang lên, người kia thật sự cho ông chú bạt tai, nhưng ông lại rất vui mừng mà nói. Không phải là mơ, trời đất ơi, họ thực sự hôn nhau rồi. Thằng nhóc này cuối cùng cũng biết nắm bắt cơ hội rồi. Tiểu thư của tôi ơi, cô giỏi lắm. Họ reo lên ầm ĩ như đang xem một trận bóng gây cấn mà cầu thủ đội nhà sút vào một quả, ôm nhau bá vai bá cổ chúc mừng. Khoảnh khắc Linh Hân chủ động hôn Nguyên Khải, thời gian giống như ngưng đọng, trái tim cô đập điên cuồng trong lồng ngực, gò má nóng bừng không dám ngẩng đầu lên nữa. Nguyên Khải là người đầu tiên đứng dậy, anh luống cuống, đầu gối đập vào dưới bàn làm cho cả cái bàn nảy lên một cái. Suýt nữa thì đổ hết tất cả những thứ bên trên xuống. Anh vội vàng chụp lấy cạnh bàn, cố định nó lại. Tôi đi trước. Trò chơi của mọi người kết thúc với một màn nóng mắt, khiến cho mấy người cẩu độc thân nghẹn chết. Nguyên Khải đi rồi, đám đông mới hỏi dồn Linh Hân. Trời ơi, khai mau, hai người có phải là đang yêu đương đúng không? Tôi đã nói rồi mà. Ánh mắt của anh vệ sĩ như muốn ăn tươi nuốt sống David vậy. Bảo sao, hóa ra là vì như vậy. Minh Khả Điềm cũng cười rồi hỏi Linh Hân. Hóa ra người bạn gái chưa dám công khai của anh ấy chính là cậu à? Linh Hân bị mọi người vây quanh thì ngượng ngùng lắc tay. Không phải đâu, là tớ đang đơn phương anh ấy thôi. Một cô gái khác tò mò hỏi. Thế rốt cuộc anh ấy đã có bạn gái chưa? Lần này thì cô rất nhanh nhẹn trả lời. Sắp có rồi. Mọi người được dịp lên tiếng trêu đùa, không ai chú ý đến sắc mặt tối sầm của David. Lần đầu tiên gặp mặt Linh Hân, tuy rằng chẳng có gì tốt đẹp, càng bị cô đánh rồi mắng, hắn ta quyết tâm trả thù bằng cách làm cô yêu mình sâu đậm. Nhưng mà dường như kế hoạch đó đã bị tên vệ sĩ kia phá đám. Sau khi ở lại nói chuyện thêm một chút, Ninh Khả Điềm nhìn giờ rồi lên tiếng. Chúng ta về thôi, còn để cho Linh Hân nghỉ ngơi chứ. Ừ, chuẩn bị thu dọn rồi về đi. Mọi người nhanh chóng gom những vật dụng linh tinh của mình lại. Linh Hân cũng muốn để cho mọi người chào người lớn trong nhà, nhưng mà ba mẹ cô đi du lịch vòng quanh thế giới, bây giờ chẳng biết đang ở đâu, còn ba người anh trai thì bận túi bụi. Tiễn họ ra cổng, cô đang định vào nhà thì David đột nhiên lên tiếng hỏi. Cho tôi số điện thoại của cô được không? Cô trả lời vô cùng phũ phàng.
Cậu sao? Không cho. Cô càng như thế càng khơi gợi cảm giác chinh phục trong lòng David. Mọi người đều về hết rồi, chỉ còn lại mình hắn ta là dây dưa mãi. Xin lỗi nha, chuyện ở trường là tôi không đúng. Cô đừng để bụng nha. Được rồi. Cô nghĩ đến hôm nay họ chơi vui vẻ, vì vậy đọc số của mình cho David. Lấy được thứ mình muốn, hắn ta mới chịu rời đi. Đêm đến, Nguyên Khải nằm trên giường trằn trọc không thể nào ngủ nổi. Anh nhắm mắt là nhớ đến nụ hôn của Linh Hân. Đó không phải là nụ hôn đầu tiên của bọn họ, bởi vì khi còn nhỏ hai người đã từng hôn nhau. Nhưng căn bản hai chuyện này không giống. Anh vẫn còn nhớ như in cảm giác mềm mại ngọt ngào mà đôi môi của cô mang tới. Cổ họng bất giác trở nên khô khốc, làm cho anh phải lục đục mò vào trong nhà vệ sinh rửa mặt. Bạn cùng phòng của Nguyên Khải hé mắt ra lên tiếng hỏi: Này, cậu làm sao thế Khải, nửa đêm không ngủ đi? Người đàn ông nhìn khuôn mặt ướt đẫm trong gương, hơi thở rối loạn. Nếu Linh Hân cứ tiếp tục thế này, anh sợ rằng bản thân mình sẽ không thể nào kiềm chế được thêm nữa. Anh biết mình đã yêu Linh Hân. Từ khi mà hai người vẫn còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, anh đã thích cô rồi, sẵn sàng vì Linh Hân mà chống đỡ cả bầu trời. Có điều càng lớn, anh càng nhận ra sự khác biệt không thể nào san bằng giữa hai người. Cho nên anh vẫn luôn từ chối một cách kín đáo. Trong lòng giống như có một con ác quỷ cố gắng dụ dỗ anh, đốc thúc anh muốn cô. Nhưng mà lý trí nói cho anh biết không thể nào làm như vậy. Lau khô mặt, anh trở về phòng nằm xuống, mắt mở nhìn trần nhà. Lúc đó giường bên kia đột nhiên phát ra âm thanh kẽo kẹt, có tiếng thở dài vang lên. Gần đây cậu làm sao thế Nguyên Khải? Đừng nói với tôi là về chuyện tình cảm đấy nhé. Tôi nói cậu nghe, người ở đây ai cũng biết tiểu thư thích cậu. Cậu mà còn không nắm bắt cơ hội là sẽ bị người ta cướp đi đấy nhá. Nguyên Khải cảm giác hơi thở của mình trở nên nặng nề. Thế nếu là cậu có dám không? Anh nghe đối phương cười đáp. Nói thật nhá, đặt trường hợp là tôi thì tôi cũng không dám đâu. Tôi chỉ là một tên vệ sĩ quèn. Cậu cũng biết tôi và cậu giống nhau, từ khi sinh ra đã thiệt thòi hơn so với người khác. Nếu không phải là được nhặt trên đường cái về nhà thì tôi đã làm ăn mày lưu lạc khắp nơi trên phố rồi. Làm sao có thể ngủ trong chăn ấm nệm êm thế này? Câu nói kia như đang bộc bạch thay cho Nguyên Khải. Anh khép mắt, đặt một tay lên trán suy nghĩ. Lát sau, Lâm Tình lại ngóc đầu dậy. Này, cậu không định đi tìm ba mẹ ruột của mình sao, Nguyên Khải? Anh không ngủ được, hỏi lại. Tìm rồi làm gì chứ? Thì có gia đình vẫn tốt hơn là mồ côi. Nam Cung gia là thế lực mạnh mẽ nhất vùng này. Với mối quan hệ của cậu và tiểu thư, chắc hẳn có thể nhờ cô ấy tìm gia đình giúp mà. Đã mười mấy năm trôi qua, muốn tìm cũng không dễ đâu. Quan trọng là Nguyên Khải nhớ rõ chính mẹ đã bỏ rơi mình. Trước kia không phải là chưa từng có người hỏi anh về vấn đề này, nhưng anh chỉ đáp anh không muốn tìm lại gia đình nữa. Lúc bị đuổi ra khỏi nhà, anh mới chỉ có mấy tuổi. Theo người khác đi ăn xin ở bên đường thì may mắn được một ông chú tốt bụng đưa về Nam Cung gia. Đối với chuyện tìm lại gia đình, Nguyên Khải không có hứng thú, bởi vì cuộc sống bây giờ đã rất trọn vẹn. Lâm Tình thì vô cùng hồ hởi mà nói thêm. Tôi định sẽ xin mấy chú tìm giúp đấy. Tùy cậu thôi. Nguyên Khải không nói gì nhiều, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, anh dậy sớm tập thể dục, chạy bộ mấy vòng quanh Nam Cung gia rồi trở về phòng tắm rửa. Lâm Tình không biết ở đâu, nhào ra chỗ anh. Tôi nói với mấy chú rồi. Nói cái gì? Nguyên Khải dùng khăn lau tóc lên tiếng hỏi. Thì tôi bảo họ là chúng ta muốn tìm lại gia đình. Tôi đã nói không cần rồi mà. Lông mày Nguyên Khải hơi nhíu lại, sau đó anh không quan tâm đến vẻ mặt phấn khích của Lâm Tinh, mà thay quần áo đến đón Linh Hân rồi đưa cô đi học. Khoảnh khắc hai người một lần nữa đối mặt nhau sau nụ hôn ngày hôm qua, ai nấy đều cứng ngắc di chuyển. Nguyên Khải mở cửa xe cho cô mà không dám nói lời nào. Linh Hân phát hiện ra anh xấu hổ, cười hai tiếng. Trên đường đi, cô ngồi bên cạnh, đột nhiên nghiêng đầu sang, giọng nói trầm thấp. Em nghe nói anh muốn tìm lại gia đình có đúng không? Không cần.
Cô nghĩ anh ngại nên tự suy ngẫm rồi lại nói thêm. Vốn nên giúp anh chuyện này từ lâu rồi, nhưng mà anh không nhớ gì về họ cả. Cái này cũng khó tìm. Nghe cô nhắc đến bọn họ, Nguyên Khải hơi to tiếng. Tôi đã nói không cần mà. Vốn có ý muốn giúp đỡ, nhưng mà đột nhiên bị quát, cô há miệng tức giận. Anh quát em à? Không phải, tiểu thư à, là tôi... Anh rõ ràng là vừa quát em. Cô liếc mắt nhìn anh. Tôi xin lỗi. Anh lập tức xin lỗi cô. Mặc dù đã xin lỗi, nhưng mà cô gái nhỏ vẫn cảm thấy ấm ức. Cô có ý tốt với anh mà anh quát thẳng vào mặt cô. Trước kia anh chưa bao giờ như thế. Chẳng lẽ vì chuyện hôm qua cô chủ động hôn anh, cho nên anh khó chịu ra mặt. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ có thể nghĩ đến chuyện hôm qua, thất vọng quay mặt đi chỗ khác. Lúc xuống xe, cô cũng không thèm chào hỏi anh như bình thường mà cứ đi thẳng. Nguyễn Khải định đi theo nhận lỗi với cô. Có điều vừa đẩy cửa ra đã trông thấy David bước xuống từ một chiếc xe Mercedes màu xám bạc đắt tiền. Anh khựng lại. David vui vẻ đến chỗ của Linh Hân rồi vòng tay bá vào vai của cô. Đến sớm thế. Bỏ cái tay của cậu ra khỏi người tôi đi. Cô hất tay David ra. David thấy thái độ của cô thì tò mò. Sao thế? Sao công chúa lại bực bội rồi? Đừng có ngả ngớn với tôi sẽ khâu cái miệng dẻo mép của cậu lại đấy. Hai người vừa đấu khẩu vừa đánh nhau. David thuộc loại người đùa dai. Cô càng đẩy hắn ta ra thì hắn ta càng muốn đến gần. Người đàn ông im lặng dõi theo David và Linh Hân. Đột nhiên nghe được người bên cạnh bàn luận. Đó không phải là Linh Hân và David à? Cậu biết họ sao? Biết một chút. Mấy hôm trước còn đánh nhau trong sân trường, nhưng không ngờ bây giờ lại chơi chung với nhau. Trông họ đẹp đôi thật đấy. Tôi nghe nói David là người thừa kế của một công ty vận tải có tiếng bên Mỹ cơ. Càng nghe thấy như vậy mà trong lòng của Nguyên Khải lại càng trở nên lạnh lẽo hơn. Linh Hân vào trong lớp cùng với David, tan học sánh đôi cùng David, làm cho Nguyên Khải vô cùng khó chịu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của tập truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.